Chương 10. Lòng nhiệt thành đối với việc cầu nguyện và quyền năng trong lời cầu nguyện. Francisco, người tôi tớ của Chúa Kitô, ý thức rằng bao lâu mình còn ở trong thân thể là bấy lâu còn lưu lạc xa Chúa. Nên vì lòng yêu mến Chúa Kitô, Ngài hoàn toàn không quan tâm đến các ước muốn trần gian. Ngài ra sức giữ cho tâm trí hiện diện trước nhan Thánh Chúa bằng cách cầu nguyện không ngừng, sợ rằng nếu không sẽ mất đi niềm an ủi của đấng lòng Ngài yêu mến. Cầu nguyện là nguồn nâng đỡ cho người chiêm ngưỡng, vì nhờ cầu nguyện người ấy ngay từ bây giờ đã là công dân của nước trời cùng với các thiên thần. Khi tìm kiếm đấng yêu dấu với một tấm lòng ao ước cháy bỏng và chỉ có bức tường thân xác ngăn cách với người, không cậy vào sức riêng nhưng tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa, cầu nguyện là một thành lũy cho con người hoạt động này. Vì trong mọi việc mình làm, Ngài đều trút mọi gánh lo vào tay Chúa qua lời khẩn khoản cầu xin. Ngài quả quyết rằng một tu sĩ cần phải ao ước ơn cầu nguyện trên hết mọi sự khác. Vì Ngài tin chắc rằng không có cầu nguyện, không ai có thể tiến bộ trong việc phụng sự Chúa. Ngài dùng tất cả mọi phương cách có thể có để thúc đẩy anh chuyên cần cầu nguyện. Lúc đi cũng như lúc ngồi, lúc trong nhà cũng như lúc ra ngoài, lúc làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, Ngài đều chú tâm vào việc cầu nguyện. Vì thế người ta có cảm tưởng là Ngài không chỉ dành cho việc này tất cả sức lực trong tâm hồn và thân thể, mà còn để tất cả công sức và thời giờ vào đó nữa. Ngài thường không bao giờ bỏ lỡ một cuộc viếng thăm nào của thần khí. Mỗi lần cơ hội đến, Ngài đều để lòng nương theo và bao lâu ân huệ của Chúa còn tồn tại thì Ngài vẫn tiếp tục tận hưởng sự ngọt ngào Chúa ban. Ngay cả lúc đi đường, nếu cảm thấy hơi thở của thần khí, Ngài để cho các bạn đồng hành đi trước, còn Ngài thì dừng bước để nguồn linh hứng mới đạt tới độ sinh hoa kết quả. Nhiều lần việc chiêm ngưỡng nâng Ngài lên rất cao, đến mức xuất thần và cảm nghiệm được những điều vượt trên tầm hiểu biết của loài người và không hay biết gì về những gì đang diễn ra quanh mình. Như lần kia, lúc Ngài đi ngang qua Borgo San Sepolcro, một thị trấn rất đông dân cư và đang cưỡi lừa vì đau yếu, có đám đông mộ mến kéo ra đón Ngài. Họ chạm vào Ngài, lôi kéo Ngài, thế mà Ngài không tỏ dấu gì hay biết sự việc và như cái xác không hồn, không hề cảm thấy những gì đang diễn ra xung quanh. Một lúc lâu sau, khi đã đi khỏi thị trấn và cách xa đám đông dân chúng, đến một nơi cư trú dành cho người mắc bệnh phong cùi, con người chiêm ngưỡng các sự trên trời, tựa như từ nơi khác trở về, mới lo lắng hỏi bao giờ thì tới Borgo. Tâm trí Ngài quá chăm chú vào những vẻ đẹp rạng rỡ trên trời, nên không còn để ý gì tới những khác biệt về nơi chốn, thời gian và con người đã gặp. Theo lời các bạn đồng hành thì họ đã chứng kiến điều này xảy ra nhiều lần. Vì đã nhận thấy trong cầu nguyện rằng Chúa Thánh Thần càng thấy những kẻ khẩn cầu người xa cách sự náo động ồn ào của thế gian thì càng cho họ cảm nghiệm sự hiện diện của người. Nên Thánh Nhân hay tìm những nơi thanh vắng và đến những ngôi nhà nguyện hoang phế, không người lui tới, để thức đêm cầu nguyện. Ở đấy Ngài thường trải qua những cuộc chiến đấu ghê gớm với ma quỷ. Chúng tấn công dữ dội vào thân thể để không cho Ngài chuyên chú cầu nguyện. Nhưng được trang bị các vũ khí bởi trời, càng bị kẻ thù tấn công dữ dội, Ngài càng thêm can đảm để thực hành nhân đức và càng thêm nhiệt thành trong cầu nguyện. Tin tưởng thưa với Chúa Kitô, dưới bóng cánh của Chúa, xin thương che chở con khỏi tay lũ ác nhân hãm hại. Còn với ma quỷ, Ngài nói, các ngươi làm gì ta được thì cứ làm. Hỡi các thần ác độc và xảo trá, các ngươi không làm được gì trừ khi bàn tay Thiên Chúa buông lỏng cho các ngươi. Và bất cứ điều gì Thiên Chúa quyết định,
ta sẵn sàng vui lòng chịu đựng. Trước một tinh thần vững mạnh như thế, ma quỷ đã phải xấu hổ rút lui. 4. Khi ở nơi cô tịch và yên lặng, người của Chúa khóc than vang cả cánh rừng, nước mắt đầm đìa ướt cả đất, đấm ngực liên hồi và như thể đã tìm thấy một nơi ẩn nấp kín đáo. Ngài bắt đầu thưa chuyện với Chúa của mình, trả lời cho đấng xét xử mình, khẩn nài đấng là cha của mình và chuyện vãn với đấng là bạn của mình. Ở những nơi ấy, những anh em vẫn thường sùng kính quan sát Ngài đã nhiều lần nghe Ngài lớn tiếng than thở, khẩn cầu lòng thương xót Chúa cho tội nhân và khóc thương cuộc tử nạn của Chúa như thể sự việc đang diễn ra trước mắt mình. Ở những nơi như thế, có lần anh em đã thấy Ngài cầu nguyện vào ban đêm, hai tay giang ra theo hình thánh giá, toàn thân được nâng bổng lên khỏi đất và có như một đám mây sáng láng bao quanh. Vầng hào quang lạ lùng quanh thân thể Ngài là một dấu chứng của ánh sáng diệu huyền chiếu tỏa từ bên trong tâm hồn Ngài. Cũng ở những nơi ấy, qua các dấu hiệu hiển nhiên và chắc chắn, người ta biết được rằng nhiều bí nhiệm ẩn giấu của Đức Khôn Ngoan Thần Linh đã được tỏ lộ ra cho Ngài. Mặc dầu Ngài không bao giờ nói ra ngoài trừ những khi tình yêu của Chúa Kitô thúc bách và lợi ích của người thân cận đòi hỏi. Ngài thường nói, có lúc vì một lợi lộc nhỏ nhoi, người ta làm mất một kho tàng vô giá, khiến ân nhân không dễ gì cho lại một lần nữa. Khi trở về với anh em từ những buổi cầu nguyện riêng, trong đó Ngài hầu như được biến đổi thành một con người khác. Ngài gian sức để làm giống như mọi người, sợ nếu để lộ ra ngoài, lời tán tụng của thiên hạ sẽ làm Ngài mất đi phần thưởng bên trong. Những lúc được Chúa bất thần viếng thăm giữa nơi đông người, Ngài luôn lấy một cái gì để ngăn cách mình với người đứng quanh, để những đụng chạm thân ái của Đức Lang Quân khỏi bị bên ngoài coi thường. Khi cầu nguyện chung với anh em, Ngài hoàn toàn tránh thốt ra tiếng than vãn, thở dài, khạc nhổ hay làm một cử động bên ngoài nào. Ngài làm thế hoặc là vì thích giữ sự kín đáo riêng tư, hoặc vì tâm trí đã tập trung vào bên trong và đã hoàn toàn được nâng lên cùng Thiên Chúa. Ngài thường tâm sự với những người bạn thân thiết của mình khi một người tôi tớ Chúa cầu nguyện và được viếng thăm bởi trời. Người ấy phải nói, lạy Chúa, Chúa đã ban ơn an ủi này xuống cho con là kẻ tội lỗi bất xứng. Con xin giao phó cho Chúa gìn giữ vì con cảm thấy mình là kẻ trộm đánh cắp kho tàng của Chúa. Và khi cầu nguyện xong, người ấy phải tỏ ra mình là một kẻ bé mọn và một người tội lỗi, giống như thể chẳng nhận được một hồng ân mới lạ nào. Một lần kia khi người của Chúa đang cầu nguyện tại Portiuncula, thì có Đức Giám mục Assisi đến gặp như vẫn thường làm. Vừa tới tu viện, Đức Giám mục đi thẳng đến phòng nơi người tôi tớ Đức Kitô đang cầu nguyện. Đường đột hơn mức phải lẽ, gõ cửa và định bước vào. Ngài vừa ló đầu qua cửa thì thấy vị thánh đang cầu nguyện. Toàn thân vị giám mục bỗng rùng mình sởn ốc, tay chân tê cứng, miệng nói không ra tiếng. Bởi ý muốn của Chúa, Ngài tức thì bị đẩy ra khỏi phòng và kéo lui ra một khoảng xa. Hốt hoảng, Đức Giám mục vội vã đi tìm các anh em tu sĩ, và khi Chúa đã cho Ngài nói được, lời đầu tiên của Ngài là cố hết sức thú tội mình. Lần khác, Đức Viện Phụ của Đan Viện San Justino trong giáo phận Perugia có dịp gặp người tôi tớ của Đức Kitô. Khi thấy Ngài, Đức Viện Phụ vội xuống ngựa để tỏ lòng tôn kính người của Chúa và để đàm đạo với Ngài một lát về phần dỗi linh hồn của mình. Sau cuộc nói chuyện, Đức Viện Phụ cáo biệt và khiêm tốn xin Ngài cầu nguyện cho mình. Con người thân thiết của Chúa hứa. Vâng, con xin sẵn sàng.
khi Đức Viện Phụ đã đi được một quãng ngắn, Francisco trung tín nói với anh bạn đồng hành. Này anh, hãy đợi một chút. Tôi muốn trả món nợ tôi đã hứa. Trong khi ngài cầu nguyện thì vị viện phụ bỗng cảm thấy trong tâm trí một sự ấm áp và dịu ngọt chưa từng bao giờ cảm nghiệm. Rồi được cuốn hút vào trạng thái xuất thần, đắm chìm hoàn toàn trong Chúa. Sự việc kéo dài được một lúc, rồi Đức Viện Phụ hồi tỉnh và nhận ra đó chính là hiệu quả do lời cầu nguyện của Thánh Francisco. Từ đó về sau, ngài giữ lòng quý mến mỗi lúc một nồng nàn hơn đối với dòng và kể lại cho nhiều người biết về sự việc lạ lùng này. Thánh nhân thường đọc các giờ kinh phụng vụ trong tâm tình vừa úy kính vừa sốt mến. Dầu đau mắt, đau dạ dày, đau gan và thận, ngài vẫn không muốn dựa người vào tường hay tấm ngăn trong khi đọc các thánh vịnh. Ngài luôn chu toàn các giờ kinh trong tư thế đứng thẳng, không đội mũ trùm đầu, không để mắt nhìn quanh và không bỏ sót một âm tiết nào. Khi đi đường, hễ đến giờ kinh nguyện, ngài liền dừng bước và không hề bỏ thói quen đáng kính và thánh thiện này. Dầu lúc ấy trời đang mưa như chút, ngài dạy nếu người ta để cho thân thể được yên ổn để ăn những thứ sẽ cùng với nó trở thành mồi cho sâu bọ, thì linh hồn lại chẳng phải được yên ổn và thư thả hơn để tiếp nhận lương thực hằng sống hay sao? Ngài cũng thường coi là có tội nặng nếu trong khi cầu nguyện, ngài để cho mình bị chia chí vì những hình ảnh vô ích. Nếu điều này xảy ra, ngài không bao giờ quên cáo mình và lập tức làm việc đền tội. Ngài đã quen chú ý cẩn thận như thế, nên ít khi bị thứ ruồi muỗi ấy quấy rầy. Vào một mùa chay kia, ngài đang đan một cái giỏ nhỏ để tận dụng thời gian rảnh rỗi, không để lãng phí một khoảnh khắc nào. Lúc đọc kinh giờ ba, ngài bỗng nghĩ tới cái giỏ ấy và bị chia chí một ít. Được lòng sốt sắng thúc đẩy, ngài đem nó đốt đi và nói: tôi hy sinh tế lễ cái này cho Chúa vì nó đã cản trở tôi trong lúc tế lễ người. Ngài thường đọc các thánh vịnh với tâm hồn và trí khôn chăm chú như thể thấy Thiên Chúa trước mặt. Khi đọc đến danh Thánh Chúa trong các thánh vịnh, người ta thấy ngài như liếm mép vì cảm thấy vị ngọt ngào. Ngài muốn tôn kính cách đặc biệt danh Thánh Chúa Giêsu, không những khi danh thánh ấy được tưởng nghĩ mà cả khi thốt ra thành lời nói và viết ra thành chữ. Có lần ngài khuyên dạy anh em hãy nhặt lấy mọi mảnh có chữ viết gặp thấy bất cứ ở đâu, rồi đặt vào một nơi sạch sẽ. Làm như thế để nếu thánh danh Chúa có được viết trên đó, không bị người ta đạp dưới chân. Khi nói đến hay nghe đến danh Thánh Giêsu, ngài tràn ngập niềm vui trong tâm hồn và dáng vẻ bên ngoài xem ra biến đổi hoàn toàn như thể miệng lưỡi vừa nếm mật ngọt hoặc tai vừa nghe một điệu nhạc du dương. Xảy ra là 3 năm trước khi qua đời, ngài có ý định tổ chức hết sức trọng thể tại thành Greccio nghi lễ tưởng niệm việc hài nhi Giêsu ra đời để khơi dậy lòng sốt sắng. Để cho việc mình làm khỏi bị coi là một thứ bày đặt mới lạ, ngài đã thỉnh cầu và đã nhận được sự ưng thuận của Đức Giáo Hoàng. Ngài cho chuẩn bị một máng cỏ, cho đặt rơm dạ vào, dẫn một con bò và một con lừa đến nơi ấy. Ngài tập họp anh em và dân chúng kéo nhau tới. Cả khu rừng vang dội tiếng người và đêm cực trọng ấy trở nên thật huy hoàng và long trọng với muôn vàn đèn đuốc cùng tiếng hát thánh ca nhịp nhàng ngân vang. Người của Chúa đứng trước máng cỏ, sốt sắng, nước mắt giàn giụa và lòng đầy vui mừng. Một thánh lễ trọng thể được cử hành trên máng cỏ. Francisco trong tư cách là một phó tế của Chúa Kitô đã hát bài phúc âm. Rồi ngài giảng cho dân chúng đứng xung quanh về việc sinh hạ của đức vua nghèo khó. Và mỗi lần muốn nhắc đến Chúa, ngài đều trìu mến gọi là hài nhi Bethlehem.
Lúc ấy cùng tham dự có một vị hiệp sĩ đạo đức và đáng tin cậy, tên là Gioan xứ Greccio. Ông đã từ bỏ binh nghiệp vì lòng mến Chúa và đã trở thành một người bạn thân của Đấng Thánh. Ông quả quyết đã thấy một em bé xinh đẹp nằm ngủ trong máng cỏ và khi cha thánh đưa hai tay ra ôm thì em bé xem ra đã thức dậy. Linh kiến của vị hiệp sĩ này đáng tin vì ông là người thánh thiện. Hơn nữa, giá trị của linh kiến còn được chân lý diễn tả trong đó chứng thực và các phép lạ sau này lại củng cố thêm. Thật thế, việc làm của Francisco nêu lên một mẫu gương và khi được thế giới nhìn vào, việc làm ấy có khả năng thôi thúc những người uể oải thêm lòng tin vào Chúa Kitô. Rơm lấy từ máng cỏ được người ta cất giữ và đã chữa nhiều súc vật khỏi bệnh cách lạ lùng và đẩy lui nhiều thứ ôn dịch. Như thế Chúa đã tôn vinh kẻ tôi tớ của ngươi trong mọi sự và qua dấu hiệu hiển nhiên là nhiều phép lạ kỳ diệu. Chúa đã cho thấy sự hiệu nghiệm phát sinh từ lời kinh thánh thiện của tôi tớ người. Chương 11. Việc thấu hiểu kinh thánh và thần khí tiên tri nơi Ngài. Việc kiên trì cầu nguyện không mệt mỏi cộng với việc liên tục thực hành các nhân đức đã dẫn đưa người của Chúa đến một trạng thái tinh thần tĩnh lặng đến mức. Mặc dầu Ngài không có chuyên môn gì về kinh thánh qua học hành, trí khôn của Ngài vẫn được chiếu soi nhờ sự rạng ngời của ánh sáng vĩnh cửu và nhờ đó đã thấu suốt cách lạ lùng các ý nghĩa chiều thâm sâu của kinh thánh. Tinh thần tinh tuyền và không tì ố của Ngài có khả năng thâm nhập các mầu nhiệm ẩn giấu và nơi mà tri thức của các vị giáo sư phải đứng ngoài thì lòng hăng say của người có lòng yêu đã vào được. Bất cứ khi nào đọc sách thánh, nếu có một điểm nào đánh động tâm trí, Ngài đều ghi sâu vào ký ức. Vì Ngài không để uổng phí những gì mà trí khôn chăm chú của Ngài đã tiếp thu được, nhưng lấy lòng sốt mến bền bỉ suy đi nghĩ lại. Lần kia, khi một số người có học đã được nhận vào dòng, các anh em hỏi Ngài có hài lòng về việc chuyên tâm học hỏi kinh thánh hay không? Ngài trả lời, tôi thực hài lòng. Bao lâu các anh em ấy biết noi gương Chúa Kitô là đấng chúng ta đọc thấy trong phúc âm thường cầu nguyện hơn đọc sách? Bao lâu họ không chỉnh mảng lòng nhiệt thành đối với việc cầu nguyện? Bao lâu trong việc nghiên cứu học hỏi, họ không tìm kiếm xem phải nói những gì, nhưng tìm kiếm cách thực hành những điều đã nghe biết và một khi đã thực hành, đề ra cho người khác cùng làm. Ngài lại nói, tôi muốn các anh em của tôi là những môn sinh có tinh thần phúc âm. Họ cần phải tiến bộ trong sự hiểu biết chân lý, nhưng cũng tăng thêm được sự đơn sơ tinh tuyền. Làm sao để không tách rời sự đơn sơ của con chim bồ câu khỏi sự khôn ngoan của con rắn? Đó là điều vị thầy trí tôn của chúng ta đã truyền dạy bằng chính môi miệng thánh thiện của người. Tại Siena, một lần kia có một tu sĩ, vốn là tiến sĩ thần học, hỏi Ngài về một số vấn đề mà ông thấy khó hiểu. Ngài trình bày các bí ẩn của Đức Khôn Ngoan Thần Linh cách hết sức rõ ràng khiến cho nhà thông thái ấy hoàn toàn sửng sốt. Ông thán phục nói, thực tri thức thần học của vị thánh phụ này bay bổng trên đôi cánh của tinh tuyền và chiêm ngưỡng như phượng hoàng vút cao. Trong khi cái học của chúng ta thì đang trườn bò bằng bụng dưới mặt đất. Mặc dầu không có tài ăn nói, Ngài vẫn đầy thông hiểu và thường xuyên giải gỡ các vấn đề khúc mắc và đưa ra ánh sáng các điều bí ẩn. Điều này không có gì là mâu thuẫn. Nếu thánh nhân đã được Thiên Chúa cho hiểu biết kinh thánh, đó là vì qua việc noi gương Đức Kitô. Ngài đã thực hành chân lý hoàn hảo được trình bày trong kinh thánh và nhờ được sức dầu Chúa Thánh Thần cách trọn vẹn. Trong tâm hồn Ngài có đấng là thầy dạy của kinh thánh. Thần khí tiên tri cũng chiếu sáng rạng rỡ nơi Ngài, giúp Ngài thấy trước tương lai, thấu suốt các bí ẩn của tâm hồn, biết được các biến cố ở xa giống như đang xảy ra trước mắt và hiển hiện cách lạ lùng cho những người vắng mặt. Trong thời gian quân lính Kitô giáo đang vây hãm thành Damietta,
người của Thiên Chúa cũng có mặt ở đó. Vũ trang không phải bằng gươm giáo nhưng bằng đức tin. Khi người tôi tớ Đức Kitô nghe biết rằng các Kitô hữu chuẩn bị tấn công vào ngày hôm ấy, Ngài thốt ra một tiếng thở dài và nói với người bạn đồng hành: "Nếu có giao chiến, Chúa đã cho tôi thấy là sẽ tai hại cho các Kitô hữu. Nhưng nếu tôi nói ra điều này, người ta sẽ cho tôi là một thằng điên. Còn nếu tôi im lặng thì tôi sẽ bị lương tâm cắn rứt. Anh nghĩ tôi phải làm như thế nào đây?" Anh bạn đồng hành trả lời: "Thưa anh, xin anh đừng bận tâm đến cách người đời phê phán. Đây không phải là lần đầu họ cho anh là kẻ điên khùng. Hãy trút nhẹ gánh cho lương tâm của anh. Hãy sợ Thiên Chúa hơn sợ loài người." Nghe thế, vị sứ giả của Chúa Kitô liền đứng lên, chạy vội về phía quân lính Kitô giáo, hô to những lời cảnh cáo để cứu họ, ngăn cản giao tranh và báo trước thảm bại. Nhưng họ coi chân lý là trò đùa, cứng lòng lại và không chịu lui binh. Toàn thể đạo quân Kitô hữu ào lên tấn công, rồi tháo chạy khỏi chiến trường, mang về nhục nhã chứ không phải chiến thắng. Đạo quân Kitô giáo bị thiệt hại nặng nề trong cuộc tàn sát. Có đến gần 6.000 người bị giết hoặc bị bắt làm tù binh. Từ đấy, người ta thấy rõ là không được khinh thường sự khôn ngoan của một người nghèo, vì nhiều lúc tâm hồn người công chính báo cho con người biết rõ hơn cả 7 người đứng gác trên chòi cao. Một lần khác, sau khi từ bên kia biển trở về, Ngài đến Celano để giảng đạo. Có một vị hiệp sĩ mời Ngài rất cung kính và khẩn khoản mời Ngài đến dùng bữa tối với mình. Ngài đến nhà vị hiệp sĩ và toàn thể gia đình ông vui mừng vì được các vị khách nghèo đến thăm. Trước khi ăn, như thường lệ, Ngài đứng ngước mắt lên trời, dâng lời cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa. Khi cầu nguyện xong, Ngài thân mật gọi người chủ nhà tốt bụng ra một bên và nói: "Này ông chủ nhà, theo lời mời của ông, tôi đã đến nhà ông dùng bữa. Nay ông hãy nghe kỹ lời tôi căn dặn, vì ông sẽ không ăn ở chỗ này nhưng sẽ ăn ở nơi khác. Hãy thật lòng ăn năn thống hối và xưng thú các tội lỗi của mình ngay bây giờ. Đừng để lại trong tâm hồn một điều gì mà thành thực xưng ra. Hôm nay Chúa sẽ thưởng công cho ông vì ông đã ân cần đón tiếp người nghèo của Chúa." Vị hiệp sĩ không chần chừ, làm ngay theo lời vị thánh khuyên dạy, xưng hết tội cùng với người bạn đồng hành của Ngài để lãnh phép giải tội, xếp đặt mọi công việc trong nhà và làm hết những gì trong khả năng để dọn mình chết. Rồi họ ngồi vào bàn. Trong khi những người khác bắt đầu ăn thì người chủ nhà thình lình thở hắt ra và chết đột ngột như lời người của Chúa đã báo trước. Như thế, do lòng tử tế hiếu khách, đúng như lời dạy của chân lý, người chủ nhà đã nhận được phần thưởng của một tiên tri vì đã tiếp đón một vị tiên tri. Nhờ lời báo trước của thánh nhân, vị hiệp sĩ sốt sáng ấy đã chuẩn bị tâm hồn mình đón cái chết bất ngờ. Và nhờ được bảo vệ bởi khiên thuẫn của lòng thống hối, ông đã thoát khỏi sự đày đọa muôn đời và đã được vào nơi ở vĩnh cửu. Trong thời gian thánh nhân bị bệnh, nằm tại Rieti, một vị kinh sĩ tên là Gedeon, vốn là người ham lạc thú và sống cách trần tục, lâm trọng bệnh và phải nằm liệt giường. Người ta khiêng ông đến chỗ thánh nhân ở. Ông khóc lóc nài xin Ngài ghi dấu thánh giá trên mình. Những người hiện diện cũng góp lời kêu xin. Ngài nói: "Làm sao tôi có thể ghi dấu thánh giá cho Ngài khi Ngài đã sống theo các dục vọng xác thịt mà không sợ phán quyết của Thiên Chúa? Tuy nhiên, theo lời yêu cầu tha thiết của những người nài xin cho Ngài, tôi sẽ nhân danh Chúa ghi dấu thánh giá cho Ngài.
nhưng Ngài nên biết rằng Ngài sẽ phải chịu những điều tồi tệ hơn. Nếu một khi đã được giải thoát, Ngài quay trở lại với những thứ đã mở ra. Khi phạm tội vô ơn, luôn luôn tình trạng về sau còn tệ hơn trước. Khi Ngài ghi dấu thánh giá trên vị kinh sĩ, vị này đang nằm liệt lập tức khỏi bệnh đứng dậy. Ông cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa và hô to: "Tôi được giải thoát rồi." Nhiều người có mặt ở đấy nghe các đốt xương hông của ông kêu răng rắc như khi có ai bẻ cành cây khô. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, vị kinh sĩ đã lãng quên Thiên Chúa, quay lại lối sống bê tha. Một tối kia, ông ăn uống tại nhà một vị kinh sĩ khác và ngủ lại đấy. Bỗng nhiên trần nhà sập xuống mọi người trong nhà. Những người khác thoát chết, chỉ có con người khốn khổ ấy bị đè và thiệt mạng. Như thế, theo phán quyết chính đáng của Thiên Chúa, tình trạng sau cùng của người ấy lại còn tệ hơn lúc đầu, bởi tội vô ơn và khinh thường Thiên Chúa. Nếu khi được tha thứ, đã phải tỏ lòng biết ơn, thì khi tái phạm, sẽ làm mất lòng Chúa gấp đôi. Một lần khác có một phụ nữ đạo đức thuộc giới quý tộc đến gặp thánh nhân để trình bày hoàn cảnh rắc rối của bà và xin Ngài giúp đỡ. Bà phải chịu đựng một ông chồng hung bạo, thường ngăn cản không cho bà phụng sự Chúa Kitô. Bà này xin thánh nhân cầu nguyện cho chồng để Thiên Chúa rủ lòng thương mà khiến cho lòng ông nên hiền hòa hơn. Nghe xong, Ngài nói: "Bà hãy về bình an và hãy vững tâm, chồng bà sẽ sớm đem lại cho bà niềm an ủi." Ngài nói thêm: "Bà có thể nhân danh Chúa và nhân danh tôi mà nói với ông ấy rằng hiện giờ là thời nhân từ tha thứ, còn sau này sẽ là thời xét xử theo công lý. Sau khi nhận phép lành từ nơi Ngài, vị phu nhân ấy trở về nhà, gặp chồng và chuyển lời căn dặn của thánh nhân cho ông. Lúc ấy, thần khí thánh ngự xuống trên ông và ông được biến đổi từ con người cũ thành con người mới. Và điều này khiến ông trả lời cách rất hiền từ: "Này phu nhân, chúng ta hãy ra sức phụng sự Chúa và cứu lấy linh hồn chúng ta." Theo lời đề nghị của người vợ thánh thiện, họ sống cuộc sống khiết tịnh trong nhiều năm, rồi hai người cùng về với Chúa trong một ngày. Quyền năng của thần khí tiên tri thể hiện nơi người của Chúa cách thật phi thường vì đã phục hồi chân tay khô bại và làm cho những tâm hồn chai đá thành đạo đức. Sự thông suốt của tinh thần Ngài cũng không kém phần lạ lùng vì Ngài thấy trước được những sự việc tương lai, thậm chí còn dò thấy được cả chỗ sâu thẳm của lương tâm. Ngài giống như một Elia khác, được gấp đôi thần khí của Elia. Trong một dịp, Ngài có nói với một người bạn ở Siena về những điều sẽ xảy ra vào cuối đời của ông. Vị tu sĩ thông thái chúng ta đã nói ở trên, người đã có lần tham vấn Ngài về Kinh Thánh, nghe thuật lại việc này nhưng ông đã hồ nghi hỏi cha thánh có thật là Ngài đã nói những gì người bạn kia thuật lại hay không. Không những thánh nhân xác nhận là có nói như thế, ngoài ra Ngài còn nói tiên tri cho con người đang muốn tìm hiểu tương lai kẻ khác, báo cho ông biết về cái chết của mình. Để giúp ông xác tín hơn nữa, Ngài tỏ cho ông rõ cách lạ lùng một khúc mắc bí ẩn trong lương tâm mà ông chưa từng bao giờ thổ lộ ra với một sinh linh nào. Và Ngài còn lấy lời khuyên khôn ngoan giúp ông giải tỏa. Sự thật của tất cả các điều trên được xác nhận bởi việc vị tu sĩ này cuối cùng đã chết đúng như cách người tôi tớ Chúa Kitô tiên báo. Khi thánh nhân cùng với người bạn đồng hành là anh Leonardo người Assisi vừa ở bên kia biển trở về, xảy ra là Ngài cưỡi lừa đi một đoạn đường vì lúc ấy đau yếu và mỏi mệt. Người bạn đồng hành bước theo phía sau và cũng đã mệt lả. Anh bắt đầu suy nghĩ theo cách người phàm và tự nhủ,
cha mẹ ông ấy đâu có địa vị xã hội ngang hàng với cha mẹ mình. Thế mà nay ông ấy lại đang cưỡi lừa, còn mình thì đi bộ dắt lừa cho ông ấy. Anh đang nghĩ như vậy thì bỗng thánh nhân xuống khỏi lừa. Ngài nói: "Đúng đấy anh, tôi mà cưỡi lừa còn anh đi bộ thì thật là không phải. Vì ở ngoài đời anh thuộc tầng lớp quý tộc và quyền thế hơn tôi nhiều." Người anh em tu sĩ hoàn toàn chưng hửng và hết sức bẽ bàng, anh biết là tư tưởng mình đã bị thấu tỏ. Anh liền sấp mình xuống dưới chân ngài, rồi nước mắt đầm đìa. Anh tỏ hết nỗi lòng và nài xin tha thứ. Có một người anh em rất nhiệt thành đối với Thiên Chúa và đối với người tôi tớ của Đức Kitô. Cứ ngẫm nghĩ mãi trong lòng, ai mà được thánh nhân trìu mến. Người ấy sẽ xứng đáng được Chúa yêu thương. Trái lại, ai mà bị thánh nhân loại bỏ, sẽ không được kể vào số những người Chúa chọn. Anh luôn bị ý nghĩ ấy thôi thúc và hết lòng mong được làm bạn thân thiết với người của Chúa, nhưng chưa bao giờ tỏ lộ cho ai hay bí ẩn của cõi lòng mình. Người cha ân cần gọi anh lại và nói với anh cách dịu dàng: "Con đừng xao xuyến nghĩ ngợi gì. Cha coi con là người rất yêu dấu trong số những người cha yêu dấu, và cha vui lòng nhận con làm bạn nghĩa thiết." Người anh em rất ngạc nhiên vì câu nói này và càng thêm lòng sùng mộ. Không những anh mỗi lúc một tiến triển trong lòng yêu mến thánh nhân, nhưng còn được Chúa Thánh Thần thương ban đầy tràn những ân huệ lớn lao hơn nữa. Trong thời gian thánh nhân sống ẩn dật trong một căn chòi trên núi La Verna, một trong các người bạn đồng hành của ngài hết lòng ước ao có được một mảnh ghi chép lời Chúa do chính tay ngài viết ra. Anh nghĩ rằng nhờ phương thế đó anh sẽ thoát được, hoặc ít ra cũng sẽ đương đầu cách dễ dàng hơn một cơn cám dỗ nặng nề đang hành hạ anh, không phải trong xác thịt nhưng là trong tinh thần. Mặc dầu mòn mỏi ước ao nhưng anh lại lo ngại, vì sợ không dám tỏ lộ với vị cha đáng kính. Nhưng những gì loài người không nói thì Chúa Thánh Thần lại tỏ bày. Thánh nhân dạy người anh em ấy đem giấy mực tới, rồi tự tay ngài viết kinh ngợi khen Chúa như người anh em mong ước, và đến cuối ngài viết thêm lời chúc lành cho anh. Ngài căn dặn: "Anh hãy cầm lấy bản viết này và giữ gìn cẩn thận cho đến ngày chết." Anh ấy đưa tay nhận tặng vật hằng tha thiết mong ước, và lập tức cơn cám dỗ biến mất. Lá thư còn được bảo quản, và về sau làm được nhiều việc lạ lùng và trở thành dấu chứng cho các nhân đức của Francisco. Có một anh em tu sĩ cứ nhìn bề ngoài thì sống rất thánh thiện và gương mẫu, nhưng lại rất lập dị. Anh cầu nguyện suốt ngày, giữ thinh lặng thật nghiêm khắc, đến mức khi xưng tội, anh cũng không nói mà chỉ ra dấu. Một hôm cha thánh đến chỗ ấy, trông thấy anh và có buổi nói chuyện với các anh em khác về anh này. Trong khi ai nấy rất khen ngợi và đề cao anh, người của Chúa nói: "Thôi anh em đừng nói nữa, kẻo lại ca tụng các trò bày đặt theo ma quỷ của anh ta. Anh em cần phải biết sự thật. Đây là một chiếc cám dỗ, một việc lừa đảo của ma quỷ." Anh em nghe vậy không được vui, cho rằng các trò giả hình giả bộ không thể nào ngụy trang bằng nhiều dấu hiệu trọn lành như thế được. Nhưng ít lâu sau, anh này bỏ đời sống tu trì. Lúc ấy người ta mới thấy rõ người của Chúa có cái nhìn sáng suốt, thấu tỏ các bí ẩn của tâm can như thế nào. Tiên báo không sai chạy sự sa ngã của nhiều kẻ xem ra đang đứng vững, nhưng cũng tiên báo việc ăn năn trở lại với Chúa Kitô của nhiều người tội lỗi. Có vẻ như ngài đã chiêm ngưỡng được tấm gương phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu. Nhờ sự sáng tỏ lạ lùng của tấm gương ấy, thần trí ngài thấu tỏ như đang thấy trước mắt những sự việc xa cách về mặt thể lý. Một lần kia, trong khi vị phụ tá của ngài đang chủ trì một tu nghị,
thì Ngài cầu nguyện trong phòng riêng, làm trung gian giữa anh em và Thiên Chúa. Lúc ấy có một anh viện cớ nào đó đã không chịu khuôn mình tùng phục kỷ luật vâng lời. Thấy được điều này trong tâm trí, Thánh Nhân gọi một người anh em và nói, này anh, tôi thấy ma quỷ cưỡi trên lưng người anh em bất tuân, nắm chặt cổ anh ta. Bị một tên kỵ mã như thế ngồi trên lưng, anh ta đã vứt bỏ dây cương của Đức vâng lời và buông mình theo ý riêng. Nhưng khi tôi cầu nguyện cùng Chúa cho anh ấy thì ma quỷ đã vội vã xấu hổ tháo lui. Vậy anh hãy đi nói với anh ấy đừng chần chờ. Hãy mau chóng đưa cổ ra mang lấy ách của Thánh Đức vâng lời. Được người đem tin cảnh báo, người tu sĩ kia liền sám hối, chạy đến sấp mình dưới chân vị phụ tá. Lần khác, có hai anh em từ xa đến ẩn viện Grecio để gặp người của Chúa và nhận phép lành của Ngài như lòng họ đã mong ước từ lâu. Khi họ đến nơi thì không gặp được Ngài vì Ngài đã rời nơi ở chung, rút lui vào phòng riêng. Họ ra về lòng buồn sầu. Nhưng khi họ sắp lên đường thì này, mặc dầu không thể dựa vào một phương tiện nhân loại nào để biết họ đến hay đi ra sao, Thánh Nhân trái với thông lệ bước ra khỏi phòng, lên tiếng với gọi họ, rồi Ngài làm dấu thánh giá, ban phúc lành cho họ nhân danh Chúa Kitô, đúng như họ đã mong ước. Ngày kia có hai anh em từ miền Terra di Lavoro tới, và trong lúc đi đường người lớn tuổi đã làm cho anh trẻ bị vấp phạm nặng nề. Khi họ đến nơi cha thánh trú ngụ, Ngài hỏi anh trẻ xem anh bạn đồng hành đã đối xử với anh ra sao trong chuyến đi. Người anh em ấy trả lời, dạ, tốt. Ngài liền nói, này người anh em, hãy cẩn thận, đừng lấy lý do khiêm nhường mà nói dối. Tôi biết, nhưng cứ chờ ít lâu rồi anh sẽ thấy. Người anh em hết sức kinh ngạc vì nhờ thần khí Ngài biết được những việc cách xa như thế. Chỉ một vài ngày sau, người tu sĩ trước đây đã làm anh em mình vấp phạm, nay coi thường đời sống tu trì, bỏ ra về. Anh ta không xin cha thánh tha thứ và cũng không nhận kỷ luật sửa mình cho đúng lẽ. Qua một sự sa ngã, có hai điều được tỏ lộ: sự công minh trong phán quyết của Thiên Chúa và quyền năng thấu suốt của thần khí tiên tri. Cách Ngài nhờ quyền năng Thiên Chúa mà hiện ra với những người vắng mặt, chúng ta đã thấy rõ ở trên. Nếu nhớ lại việc Ngài tuy vắng mặt nhưng vẫn hiện ra cho anh em dưới hình dáng một cỗ xe bằng lửa cháy sáng. Việc Ngài đã hiện đến tu nghị ở Ác Lờ, hai tay giang ra theo hình thánh giá. Cần phải tin rằng sở dĩ điều này xảy ra là do sự quan phòng của Chúa sắp đặt để qua việc xuất hiện trong hình thể thân xác. Người ta có thể thấy rõ thần trí Ngài hiện diện và thấm nhuần ánh sáng của Đức Khôn Ngoan Vĩnh Cửu, là thực tại chuyển động mau lẹ hơn tất cả các chuyển động, bao trùm khắp muôn nơi bởi tính thuần khiết, thâm nhập qua các dân tộc. Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên ngôn sứ và bạn hữu của Thiên Chúa. Thực vậy, vị thầy Chí Tôn vẫn thường tỏ bày các mầu nhiệm của người cho những kẻ đơn sơ và những kẻ bé mọn, như có thể thấy trước hết nơi David, vị tiên tri đệ nhất, rồi nơi Phêrô, vị thủ lãnh các tông đồ, và cuối cùng nơi Phanxicô, người nghèo bé nhỏ của Chúa Kitô. Những con người đơn sơ ấy tuy không giỏi văn chương chữ nghĩa, nhưng được lừng danh nhờ giáo huấn của Chúa Thánh Thần. Một người là kẻ chăn chiên, sau là đấng chăn dắt cộng đồng, tức là đoàn chiên mà Chúa đã dẫn đưa ra khỏi Ai Cập. Một người là ngư dân, sau là đấng gom vào đầy lưới của hội thánh đủ hạng tín hữu.
người cuối cùng là một lái buôn, đã bán và ban phát tất cả những gì mình có vì Chúa Kitô và mua được viên ngọc là đời sống theo phúc âm. Chương 12. Sự hữu hiệu trong lời giảng và ơn chữa bệnh của Ngài. Francisco, người tôi tớ và phục vụ thực sự trung thành của Chúa Kitô để làm mọi sự cách trung tín và hoàn hảo, đã tập trung các cố gắng của mình vào việc thực hành các nhân đức mà Ngài được Chúa Thánh Thần cho biết là đẹp Thiên Chúa hơn cả. Về vấn đề này, Ngài bị giằng co rất nhiều về một mối nghi ngờ, và sau nhiều ngày cầu nguyện, Ngài đem ra trình bày cho các anh em thân cận của mình nhờ giải quyết. Ngài nói, tôi không biết phải dành thời giờ để cầu nguyện hay phải đi đây đó để giao giảng. Anh em nghĩ thế nào? Anh em cho đàng nào tốt hơn? Tôi chỉ là một người nghèo hèn bé mọn, thô lậu và không có tài ăn nói, tôi đã nhận được nhiều ơn cầu nguyện hơn là tài lợi khẩu. Hơn nữa trong cầu nguyện xem ra người ta tiếp thu và tích lũy ơn nghĩa, còn trong việc giao giảng người ta lại phân phát những ân huệ nhận được từ trời. Trong cầu nguyện có sự thanh luyện các tình cảm bên trong và có sự hiệp nhất với đấng là sự thiện duy nhất, tối cao và chân thật. Nhờ đó các nhân đức được củng cố. Còn trong việc giao giảng, đôi chân tinh thần của chúng ta sẽ vướng bụi đất, sẽ bị phân tâm về nhiều chuyện và sẽ buông lỏng kỷ luật. Cuối cùng, trong cầu nguyện, chúng ta thưa chuyện với Chúa, lắng nghe người nói, chúng ta kết hợp với các thiên thần, như thể được sống một đời sống của thiên thần. Còn trong việc giao giảng, cần phải hòa đồng với loài người trong nhiều chuyện, phải sống giữa họ theo cách người trần, suy nghĩ, nhìn xem, nói năng và nghe ngóng như người trần. Duy nhất có một điều đi ngược lại các nhận định trên nhưng trước mặt Chúa lại xem ra quan trọng hơn tất cả. Đó là con một Thiên Chúa. Sự khôn ngoan tối cao đã từ lòng Chúa Cha xuống thế để cứu rỗi các linh hồn, lấy gương sáng mà dạy bảo thế gian và loan báo lời cứu độ cho dân chúng. Người còn chuộc họ lại bằng giá máu châu báu của người, lấy máu mình mà rửa sạch và nuôi dưỡng họ. Những gì người có thể cho đi để mưu phần rỗi cho chúng ta, người đã rộng rãi ban phát hết, hoàn toàn không giữ lại cho mình điều gì. Và bởi vì chúng ta phải làm mọi sự theo mẫu mực đã được nêu lên nơi người giống như được nêu lên nơi đỉnh núi cao, nên tôi lại nghĩ sẽ đẹp lòng Chúa hơn nếu rời bỏ cảnh yên tịnh và ra đi làm việc. Ngài bàn luận với các anh em về những điều ấy trong nhiều ngày, nhưng vẫn không thấy rõ hướng nào đẹp ý Chúa hơn để chọn theo. Mặc dầu Ngài hiểu được nhiều chuyện phi thường nhờ thần khí tiên tri, nhưng do sự sắp đặt khôn ngoan hơn của Chúa, Ngài không thể tự mình giải quyết cách minh bạch vấn đề này. Nhờ vậy, giá trị của việc giao giảng sẽ được tỏ bày bằng một dấu lạ bởi trời và đức khiêm nhường của người tôi tớ Đức Kitô được bảo toàn. Là một người anh em hèn mọn đích thực, nên mặc dầu đã học được nhiều điều lớn lao nơi vị thầy Chí Tôn, về những vấn đề bé nhỏ hơn, Ngài vẫn không ngần ngại hỏi ý kiến những người thấp hơn mình. Ngài luôn đặc biệt thiết tha tìm kiếm làm thế nào và dùng cách gì để phục vụ Thiên Chúa cách chọn hảo hơn theo ý thích của người. Bao lâu Ngài còn sống, triết lý cao nhất của Ngài, ước nguyện cao nhất của Ngài là hỏi người khôn ngoan và người chất phác, hỏi người chọn lành và người bất toàn, hỏi người già và người trẻ, để biết làm cách nào có thể đạt tới đỉnh chọn lành cách hữu hiệu hơn cả. Vì thế, Ngài chọn hai anh em và phái họ đến gặp anh Sinves là người đã thấy cây thánh giá xuất hiện trên miệng Ngài và lúc ấy đang dành hết thời giờ để cầu nguyện liên lỉ trên ngọn núi phía trên Assisi. Anh được yêu cầu xin Chúa giải gỡ mối nghi ngờ của Ngài về vấn đề này
rồi cho ngài biết câu trả lời nhân danh Thiên Chúa. Ngài cũng cậy trinh nữ Clara thánh thiện bàn hỏi cùng những trinh nữ tinh tuyền nhất và đơn sơ nhất đang sống theo luật của bà. Xin bà cùng các chị em khác cầu nguyện để tìm kiếm thánh ý Chúa trong việc này. Do một ơn mặc khải lạ lùng của thần khí, cả hai người, vị linh mục đáng kính và người trinh nữ tận hiến cho Chúa, đều đi đến cùng một kết luận, Chúa muốn vị sứ giả của Đức Kitô phải rao giảng. Khi hai người anh em trở về và nói cho ngài hay thánh ý của Chúa như họ đã tiếp nhận được, ngài liền đứng dậy, thắt dây lưng và lên đường ngay, không một chút chần chừ. Ngài ra đi thi hành mệnh lệnh của Chúa với lòng nhiệt thành lớn lao và bước nhanh như thể bàn tay của Thiên Chúa đã đặt trên ngài, ban cho ngài một sức mạnh mới từ trời. Khi gần đến Bevagna, ngài thấy một nơi có một đàn chim rất đông gồm nhiều loài đang tụ tập. Đấng thánh của Thiên Chúa vừa thấy chúng, ngài liền chạy tới và cất tiếng chào hỏi bầy chim như thể chúng có trí khôn. Các con chim đều trở nên lanh lẹ và hướng cả về ngài. Những con đậu trên cành nghiêng đầu khi ngài đến gần chúng và hướng cả về ngài một cách lạ lùng. Ngài đến sát bên đàn chim và ân cần khích lệ tất cả hãy lắng nghe lời của Chúa. Ngài nói, anh em chim của tôi ơi, anh em phải hết lòng ngợi khen đấng dựng nên anh em. Ngài ban cho anh em bộ lông để mặc, ban cho anh em đôi cánh để bay, giao cho anh em không khí trong lành, chăm sóc anh em, không để cho anh em phải lo lắng gì. Trong khi ngài đang nói những điều trên và những điều khác tương tự, đàn chim có những cử chỉ lạ lùng. Chúng bắt đầu giớn cổ, xoay cánh, hả mỏ và nhìn ngài chăm chú. Lòng đầy sốt sắng, ngài đi lại giữa bầy chim, áo ròng đụng vào chúng. Thế nhưng không có con nào bỏ nơi ấy, cho đến khi người của Chúa làm dấu thánh giá ban phép lành và cho phép chúng bay đi. Lúc ấy cả bầy chim đồng loạt cất cánh. Các người bạn đồng hành của ngài đứng chờ bên đường đã thấy rõ tất cả cảnh tượng này. Khi trở lại với họ, con người đơn sơ trong trắng ấy bắt đầu trách mình về tội chỉnh mảng vì trước đây đã không giảng cho loài chim. Từ đấy ngài đi giao giảng qua các vùng lân cận và đến một làng tên là Anviano. Khi tụ tập dân chúng xong, ngài kêu gọi im lặng. Nhưng người ta không nghe được tiếng ngài vì một bầy én làm tổ gần đấy kêu ríu rít. Người của Thiên Chúa mới lên tiếng nói với chúng và mọi người đều nghe thấy, này các chị én của tôi ơi, nay đến lượt tôi nói, các chị nói nhiều rồi. Các chị hãy lắng nghe lời của Chúa và hãy giữ im lặng cho đến khi công bố xong lời Chúa. Như hiểu được ý ngài, bầy chim én bỗng nhiên im lặng và không bay đi khỏi nơi ấy cho đến chấm dứt bài giảng. Tất cả những ai đã thấy việc này đều hết sức thán phục và dâng lời tôn vinh Thiên Chúa. Phép lạ này đồn đi khắp miền làm nhiều người thêm lòng tôn kính đối với vị thánh và thêm lòng sốt sắng đối với đức tin. Tại thành Parma, có một sinh viên tính tình tốt lành. Anh ta đang chăm chú học tập cùng với các bạn thì bị tiếng ríu rít của một con chim én quấy rầy. Anh ta nói với các bạn, con én này hẳn thuộc bầy chim đã gây phiền hà cho người của Chúa là Francisco một lần lúc ngài sắp giảng, khiến ngài phải truyền cho chúng im lặng. Rồi quay sang con chim én. Anh nói với lòng tin tưởng, nhân danh người tôi tớ của Chúa là Francisco, ta truyền cho mi lại đây và im lặng ngay. Khi con chim vừa nghe tên Francisco, nó liền im lặng, như thể đã được tập luyện nhờ lời vị thánh chỉ dạy, và bay đến nép mình vào lòng bàn tay chàng sinh viên như một nơi ẩn náu an toàn. Anh ta hết sức ngạc nhiên, vội vàng thả cho nó bay đi và không còn nghe tiếng nó nữa. Một lần khác,
khi tôi tớ Chúa đang giảng trên bãi biển ở Geta. Đám đông dân chúng vì lòng mộ mến đã ùa đến để chạm vào Ngài. Được dân chúng tán dương, người tôi tớ của Đức Kitô hãi sợ và một mình nhảy lên một chiếc ghe nhỏ đã được kéo lên bờ. Chê ghe bắt đầu chuyển động như thể có trí khôn và khả năng tự di chuyển. Và không có ai chèo chống. Nó lướt ra xa bờ trước sự kinh ngạc của tất cả những người chứng kiến. Khi đã ra một đoạn đến chỗ nước sâu, nó dừng lại, đứng im giữa sóng trong hết khoảng thời gian thánh nhân giảng cho đám đông đang đứng trên bờ chăm chú nghe. Sau khi nghe bài giảng, thấy phép lạ và nhận phép lành của Ngài, dân chúng ra về và không còn làm phiền Ngài nữa. Lúc ấy chiếc ghe tự trở vào bờ. Như vậy, hỏi ai là người cứng lòng và thiếu đạo đức đến nỗi xem thường lời giảng của Phanxicô? Nhờ quyền năng lạ lùng của Ngài, không những các vật không có trí khôn học biết vâng lời, mà ngay cả những vật vô tri vô giác cũng phụng sự Ngài khi Ngài giảng đạo, giống như chúng có sự sống vậy. Thần khí của Chúa, Đấng đã sức dầu cho thánh nhân và sai Ngài đi, cũng như Đức Kitô, Đấng là quyền năng và khôn ngoan của Thiên Chúa, luôn ở với người tôi tớ của các đấng. Nhờ vậy Ngài có thể tuôn trào những lời giảng dạy chính xác và chói sáng bằng những dấu lạ quyền năng lớn lao. Lời Ngài nói như ngọn lửa hồng, xuyên đến những chỗ thâm sâu nhất của tâm can, làm cho linh hồn mọi người đều thán phục vì không cố phô diễn tài năng soạn thảo khéo léo theo kiểu con người, nhưng tỏa ra hơi thở của mặc khải thần linh. Có một lần phải giảng trước mặt Đức Giáo Hoàng và các vị hồng y theo gợi ý của Đức Giám mục giáo phận Ostia, Ngài học thuộc lòng một bài giảng đã soạn kỹ lưỡng. Khi đứng giữa các vị chức sắc để nói lên những lời đạo đức, Ngài thình lình quên hết và không thể nói bất cứ điều gì. Ngài thật lòng khiêm hạ thú nhận sự việc với các đấng rồi Ngài cầm trí khẩn cầu ơn Chúa Thánh Thần. Bỗng nhiên Ngài bắt đầu tuôn trào những lời lẽ hết sức hùng hồn, đánh động tâm trí của vị quyền cao chức trọng và dục lòng các vị ăn năn thống hối cách hữu hiệu đến nỗi người ta thấy rõ là không phải Ngài nhưng thần khí của Chúa đang nói. Vì đã tự thuyết phục mình trước bằng việc làm nên Ngài không sợ người nghe bắt bẻ và can đảm nói lên sự thật. Ngài không hề nương nhẹ nhưng đánh thẳng vào các việc lỗi lầm. Ngài không bênh đỡ cho lối sống của tội nhân nhưng khiển trách nặng lời. Nói với những người cao sang hay nói với những người hèn kém, Ngài đều nói với cùng một lòng kiên quyết. Và trước đám đông hay một ít người, Ngài vẫn nói với cùng một niềm vui tinh thần. Nam nữ, già trẻ, lớn bé, tất cả tuôn đến để thấy và nghe con người mới mà trời ban cho trần gian. Rảo qua nhiều vùng, Ngài giao giảng phúc âm cách nhiệt thành, có Chúa trợ giúp và chứng thực lời giảng bằng những phép lạ kèm theo. Thực vậy, trong quyền năng của Thánh Danh Chúa, Phanxicô, vị sứ giả của chân lý, đã xua trừ ma quỷ và chữa lành kẻ đau ốm. Cao cả hơn thế nữa, Ngài đã làm mềm tâm trí cứng cỏi của những kẻ tội lỗi và thúc đẩy họ ăn năn sám hối, cùng lúc phục hồi sức khỏe cho thân thể và tâm hồn. Điều này được các phép lạ của Ngài minh chứng và chúng tôi xin kể lại một ít làm ví dụ. Tại thị trấn Toscanella, Ngài được đón tiếp nồng hậu vào nhà một vị hiệp sĩ. Ông ấy chỉ có một người con trai duy nhất nhưng lại bị bất toại từ lúc mới sinh. Theo lời nài xin tha thiết của người cha, Ngài đưa tay đỡ đứa bé lên và chữa lành nó ngay lúc ấy, làm cho tay chân nó cứng cáp trở lại trước mắt mọi người. Đứa bé khỏe mạnh, đứng dậy, đi lại, nhảy nhót và ngợi khen Thiên Chúa. Tại thị trấn Nani, theo lời yêu cầu của Đức Giám Mục,
Ngài làm dấu thánh giá từ đầu đến chân một người bất toại, chân tay không còn cử động được nữa, và đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn cho người ấy. Tại giáo phận Rieti, có một bé trai. Người xưng phù đã 4 năm đến độ không có cách nào nhìn thấy hai chân của mình. Khi bà mẹ đứa bé khóc lóc đem nó đến gặp Francisco, thánh nhân vừa đưa hai bàn tay linh thiêng của ngài chạm vào nó thì nó tức thì được chữa lành. Tại thành phố Orotee, có một bé trai thân hình bị uốn vặn đến độ đầu nó chạm vào chân và một số xương bị gãy. Theo lời cha mẹ khóc lóc nài xin, Francisco ghi dấu thánh giá trên mình đứa bé. Nó liền được khỏi và đứng thẳng lên ngay tức khắc. Có một người phụ nữ tại thị trấn Gobio, hai tay khô đét và co rút, không thể làm gì được. Khi ngài nhân danh Chúa ghi dấu thánh giá trên hai bàn tay, bà được chữa lành hẳn, có thể về nhà tự tay nấu nướng thức ăn cho ngài và cho các người nghèo, giống như bà gia ông Phêrô. Tại làng Bevagna, ngài lấy nước bọt thoa 3 lần lên mắt một bé gái bị mù nhân danh ba ngôi Thiên Chúa và đã cho em được xem thấy trở lại như lòng mong ước. Một phụ nữ ở trong thành Nani, mắt bị mù, đã được ngài ghi dấu thánh giá và đã được sáng mắt như lòng mong ước. Tại Bologna có một bé trai, một bên mắt bị màng đục che phủ khiến em không thể nhìn thấy gì bằng con mắt ấy, và chữa cách nào cũng không khỏi. Sau khi người tôi tớ Chúa ghi dấu thánh giá trên người em từ đầu đến chân, em được sáng mắt trở lại. Sau này nhập dòng anh em hèn mọn, anh tuyên bố rằng con mắt bị bệnh trước kia nay thấy rõ hơn con mắt trước nay vẫn lành lặn. Tại làng San Gemini, tôi tớ Chúa được tiếp đón vào nhà một người đạo đức. Vợ ông ta đang bị ma quỷ quấy phá. Sau khi cầu nguyện, ngài nhân danh Đức vâng lời truyền cho quy phải ra khỏi người phụ nữ ấy. Nhờ quyền năng Thiên Chúa, ngài xua trừ ma quỷ mau chóng đến mức có thể thấy rõ sự ngoan cố của ma quỷ cũng không cưỡng lại được quyền năng của Đức vâng lời. Tại Città di Castello, một người phụ nữ bị một con quỷ hung dữ ám. Nhưng khi đấng thánh nhân danh Đức vâng lời truyền, nó liền phải tức tối xuất ra và người phụ nữ trước đây bị quỷ ám đã tìm lại được sự tự do trong thân thể và trong tinh thần. Có một người anh em tu sĩ bị một chứng bệnh khủng khiếp đến nỗi nhiều người tin là ma quỷ ám chứ không phải bệnh thường. Quả vậy, nhiều lần anh bị ném xuống đất, lăn lộn, sùi bọt mép, tay chân khi thì rút lại, khi thì duỗi thẳng, khi thì bẻ gấp, khi thì vặn cong, lúc khác lại cứng đờ. Đôi khi trong lúc đang nằm ngang, duỗi thẳng và cứng đờ, thân hình anh nảy bổng lên cao rồi rơi xuống khủng khiếp. Người tôi tớ của Đức Kitô động lòng thương xót khi thấy anh ở trong tình trạng bệnh tật khốn khổ và vô phương chữa chạy như vậy. Ngài đưa cho anh một phần chiếc bánh mà ngài đang dùng. Khi vừa nếm miếng bánh, sức lực người bệnh được hồi phục, mạnh khỏe đến mức không bao giờ còn mắc chứng bệnh ấy nữa. Tại vùng Arezzo, có một phụ nữ chuyển dạ nhiều ngày và đã gần chết. Trong tình trạng của chị, không còn cách nào chữa được ngoài cách của Chúa. Lúc ấy người tôi tớ Đức Kitô đang ngồi trên lưng ngựa vì thể xác đau ốm và đi ngang qua vùng ấy. Xảy ra là khi đem con ngựa trả về cho chủ, người ta dắt nó qua ngôi làng có người phụ nữ đang đau đớn. Khi người trong làng thấy con ngựa thánh nhân đã cưỡi, họ liền tháo dây cương và đặt lên người chị phụ nữ. Ngay lúc dây cương chạm đến chị, mọi nguy hiểm biến mất cách lạ lùng và người phụ nữ đã sinh nở mẹ tròn con vuông. Ở Città della Pieve, có một người đạo đức và biết kính sợ Chúa.
giữ được một sợi dây cha thánh chúng ta đã dùng làm thắt lưng. Lúc trong thành có nhiều người mắc nhiều thứ bệnh, ông đến nhà, lấy nước đã được sợi dây chạm đến cho họ uống. Nhờ đó nhiều người được lành bệnh. Nhiều bệnh nhân ăn bánh được người của Chúa chạm đến đã được quyền năng Chúa cho hồi phục mau chóng. Lời giao giảng của vị sứ giả Đức Kitô tỏ dạng qua những phép lạ này và nhiều phép lạ khác tương tự, khiến dân chúng lắng nghe những điều Ngài dạy, giống như thể sứ thần của Chúa đang nói. Thực vậy, người ta thấy nổi bật nơi Ngài đặc ân các nhân đức, thần khí tiên tri, quyền năng làm nhiều phép lạ, sấm ngôn từ trời truyền đi giảng đạo, sự tuân phục của các thụ tạo không có trí khôn. Việc các tâm hồn biến đổi mạnh mẽ khi nghe lời Ngài nói, sự thông hiểu xuất phát từ Chúa Thánh Thần vượt trên mọi học thuyết loài người, quyền giao giảng do Đức Giáo Hoàng ban theo ơn mặc khải của Chúa, và hơn hết là bộ luật được cùng một đấng đại diện Chúa Kitô phê chuẩn, trong đó có trình bày cách thức giảng dạy, và như một ấn chứng, có các dấu thánh của Đức Vua Chí Tôn in lên thân thể Ngài. Đấy như là 10 chứng tích khẳng định cách chắc chắn cho toàn thế giới rằng Francisco, vị sứ giả của Đức Kitô, là người đáng tôn kính trong chức vụ, chân chính trong giáo thuyết và đáng khâm phục trong nhân đức thánh thiện, và qua đó đã giao giảng phúc âm của Chúa Kitô như một vị khâm sai đích thực của Thiên Chúa. Chương 13. Các dấu thánh. Francisco, con người sống như thiên thần, không bao giờ ngừng tìm kiếm điều lành. Ngược lại, giống như các thiên thần trên chiếc thang Jacob, hoặc là Ngài đi lên tới Chúa hoặc là Ngài xuống với người lân cận. Thực vậy, Ngài đã học biết phân chia cách khôn ngoan khoảng thời gian được ban cho Ngài để lập công phúc. Ngài dành một phần để làm việc mưu ích cho đồng loại và dành phần còn lại để tâm hồn yên tĩnh thăng tiến trong chiêm ngưỡng. Vì thế, khi đã dồn hết sức để lo phần rỗi của tha nhân theo yêu cầu của hoàn cảnh nơi chốn, Ngài rời bỏ đám đông náo nhiệt, đến những nơi thanh vắng, tìm kiếm những bí nhiệm của cô tịch. Ở đó, Ngài rũ sách bụi bặm có thể đã bám vào người trong thời gian sống giữa đám đông, cho bản thân được tự do hơn nữa tiếp xúc với Chúa. Vì thế, 2 năm trước khi linh hồn về trời, sau nhiều lao nhọc vất vả, Ngài được ơn quan phòng của Chúa hướng dẫn đến một nơi cao tách biệt, gọi là núi La Verna. Ở đó, như vẫn quen làm, Ngài bắt đầu ăn chay trong 40 ngày để kính tổng lãnh thiên thần Mikae. Lúc ấy Ngài cảm nghiệm được cách dồi dào hơn thường lệ niềm dịu ngọt trào dâng từ việc chiêm ngưỡng những sự trên trời. Tâm hồn Ngài bừng cháy mỗi lúc một mãnh liệt hơn những ước mong hướng về trời. Ngài được đưa lên những đỉnh cao, không phải như một người hiếu kỳ muốn tìm kiếm uy linh tối cao để rồi bị vinh quang Chúa đè bẹp, nhưng như một người đầy tớ khôn ngoan và trung tín, tìm hiểu thánh ý của Thiên Chúa là điều Ngài vốn hết sức nhiệt thành ao ước được tuân theo trong mọi sự. Có lời Chúa nói với Ngài trong tâm trí, dạy mở sách phúc âm, rồi sẽ được Chúa Kitô mặc khải cho biết những gì ở nơi Ngài và phát xuất từ Ngài đáng được Chúa chấp nhận hơn cả. Sau khi cầu nguyện thật sốt sắng, Ngài cầm lấy sách phúc âm trên bàn thờ và nhờ anh bạn đồng hành, một con người thánh thiện toàn hiến cho Chúa, mở ra 3 lần nhân danh 3 ngôi Thiên Chúa. Trong cả 3 lần mở sách, đều gặp đoạn nói về cuộc thương khó của Chúa. Con người tràn đầy Thiên Chúa ấy hiểu rằng, như đã từng bắt chước Đức Kitô trong cuộc đời hoạt động, Ngài sẽ được nên giống Đức Kitô trong các đau đớn và ưu phiền lúc chịu tử nạn, trước khi rời bỏ thế gian này. Mặc dầu thân thể Ngài đã yếu nhược vì những việc hãm mình rất nhiệm nhặt trong thời gian qua và vì liên lỉ vác thánh giá của Chúa,
Ngài không hề sợ chịu tử vì đạo, trái lại còn thấy phấn chấn hơn nữa. Lửa tình yêu không thể kềm hãm đối với Chúa Giêsu nhân lành đã bùng lên trong Ngài thành những ngọn đuốc cháy sáng. Và đến nước lũ cũng không dập tắt nổi một tình yêu mãnh liệt như thế. Trong khi đang được những ao ước nhiệt thành như của thiên thần sốt mến nâng lên cùng Chúa và được lòng thông cảm thiết tha biến đổi thành chính đấng đã chấp nhận chịu đóng đinh vào cây thập tự vì quá yêu thương, thì một sáng kia, gần ngày lễ suy tôn thánh giá, lúc cầu nguyện bên sườn núi, Francisco bỗng thấy một thiên thần sốt mến có sáu cánh, sáng rực như lửa, từ trời bay nhanh xuống. Khi đến một chỗ ở trên không gần bên người của Chúa, giữa các cánh hiện ra như một người chịu đóng đinh, hai tay hai chân giang ra như theo hình thập tự và đóng chặt vào một cây khổ giá. Hai cánh đưa lên trên đầu, hai cánh xòe ra để bay, và hai cánh khác che toàn thân. Thấy cảnh tượng này, tâm hồn Ngài xốn sang và trái tim Ngài tràn đầy lẫn lộn vui mừng và buồn sầu. Ngài vui mừng vì thấy Chúa Kitô dưới dáng vẻ thiên thần sốt mến đang nhìn mình. Nhưng hình ảnh người bị đóng vào cây khổ giá khiến cho linh hồn thánh nhân bị một lưỡi gươm đâm thâu vì cảm thương. Thoạt đầu Ngài hết sức kinh ngạc vì cảnh tượng kỳ diệu này, vì biết rằng tính yếu đuối thể hiện trong cuộc thương khó của Đức Kitô không thể nào dung hợp được với tính bất tử của một thiên thần sốt mến. Nhưng sau đó, nhờ Chúa soi sáng, Ngài hiểu rằng ơn Chúa quan phòng đã cho Ngài thấy một linh kiến như thế cốt để cho người bạn của Đức Kitô biết trước rằng mình sẽ được biến đổi hoàn toàn nên giống Đức Kitô chịu đóng đinh. Không phải do việc tử đạo ngoài xác thịt, nhưng từ một sự nồng cháy trong tinh thần. Rồi linh kiến biến đi, để lại trong trái tim Ngài một ngọn lửa diệu kỳ và in vào xác thịt Ngài như những dấu thánh không kém phần diệu kỳ. Thực vậy, ngay lúc ấy bắt đầu xuất hiện trên hai tay hai chân Ngài các dấu đinh giống như Ngài vừa thấy trước đó ít lâu trên hình ảnh của con người bị đóng đinh. Tay chân Ngài như bị đinh đâm thâu qua. Mũ đinh xuất hiện trong lòng bàn tay và bàn chân. Đầu đinh thâu qua bên kia. Mũ đinh trong lòng bàn tay bàn chân hình tròn và đen. Còn đầu đinh thuôn và gập cong như lấy búa đóng quặp lại. Nổi lên bên trên thịt và lồi ra ngoài. Cạnh sườn bên phải của Ngài cũng như bị một mũi giáo đâm vào. Mang một vết thương đỏ hồng. Thường có máu rỉ ra. Làm ướt áo ròng và áo trong. Người tôi tớ của Đức Kitô nhận thấy không thể nào giấu không cho các bạn đồng hành thân cận biết các dấu thánh đã được in vào xác thịt một cách quá rõ ràng như vậy. Nhưng Ngài vẫn sợ tỏ lộ bí nhiệm của Chúa và vì thế Ngài lâm vào tình trạng hoang mang và âu lo. Không biết có nên nói ra giữ kín những điều đã thấy. Ngài gọi một vài anh em đến và dùng những lời chung chung trình bày mối nghi ngại của mình và xin anh em cho lời khuyên. Một anh em tên là Illuminati, được ơn Chúa soi sáng đúng như tên gọi, hiểu là Francisco đã nhìn thấy một điều gì đó kỳ diệu khiến Ngài choáng váng nên nói với vị thánh: "Thưa anh cần nhớ rằng đôi khi các bí nhiệm của Chúa được mặc khải cho anh không phải để mưu ích cho một mình anh nhưng còn cho nhiều người khác nữa. Nếu anh đem giấu đi những điều đã tiếp nhận được vì lợi ích của nhiều người thì đúng là anh phải sợ sẽ bị khiển trách là chôn giấu nén vàng. Mặc dầu trong các trường hợp khác, thánh nhân vẫn nói, bí mật của tôi là của tôi. Tuy nhiên lần này những lời anh Illuminati nói làm Ngài phải suy nghĩ lại. Rồi một cách hết sức dè dặt, Ngài kể lại diễn tiến chi tiết của linh kiến. Và thêm rằng đấng hiện ra với Ngài đã cho biết một số điều mà Ngài không được tiết lộ cho bất cứ ai bao lâu còn sống. Do đó chúng ta phải tin rằng những lời mà thiên thần sốt mến hiện ra cách lạ lùng trên thánh giá đã nói bí mật đến mức loài người đời không được phép nói lại. Sau khi tình yêu chân thực của Đức Kitô đã biến đổi con người yêu mến Ngài nên chính hình ảnh của Ngài
Khi thời gian 40 ngày ở trong nơi cô tịch như lòng mong ước đã chấm dứt và khi lễ tổng lãnh thiên thần Mikae cũng đã đến. Francisco, con người mang tính thiên thần, đi xuống núi, mang theo mình hình ảnh của đấng chịu đóng đinh, không phải ghi trên bia đá hoặc trên bảng gỗ, không phải do tay người phàm thực hiện, nhưng do ngón tay của Thiên Chúa hằng sống tạc trên các phần thân thể. Và bởi vì giữ kín bí mật của nhà vua là điều tốt đẹp nên con người biết bí mật hoàng cung ấy đã che các dấu thánh không cho người phàm thấy. Tuy nhiên Thiên Chúa vẫn chọn quyền tỏ bày những vĩ nghiệp người đã thực hiện để làm rạng danh người. Vì thế chính Chúa, đấng đã in các dấu thánh cách kín đáo, cũng đã cho hiển hiện cách công khai một số phép lạ để quyền năng ẩn giấu và lạ lùng của các dấu thánh được tỏ bày rạng rỡ. Trong tỉnh Rieti bùng phát một trận dịch rất dữ dội, làm chết nhiều đàn bò và cừu, không có thuốc nào chữa trị. Có một người kính sợ Chúa ban đêm được báo trong giấc mộng là phải mau đến ẩn viện của các anh em, nơi Francisco, người tôi tớ của Chúa, đang trú ngụ và hỏi xin ít nước, trong đó ngài rửa tay chân, đem về dẩy lên gia súc. Sáng ra thức dậy, ông đến nơi, nhờ các bạn đường của thánh nhân kín đáo lấy nước, dẩy lên đàn bò và cừu. Thật lạ lùng, ngay lúc nước ấy chạm đến các con vật đang nằm rũ liệt, chúng liền khỏe lại, đứng dậy và hối hả chạy ra đồng cỏ như không có hề có bệnh tật gì. Như thế là nhờ quyền năng lạ lùng của thứ nước đã chạm đến các vết thương linh thiêng của ngài, trận dịch đã bị chặn đứng và cơn bệnh gây chết chóc đã chạy xa đàn gia súc. Khoảng thời gian thánh nhân ở trên núi La Verna, mây mù thường phủ kín ngọn núi và có nhiều trận mưa đá tàn phá mùa màng. Nhưng sau cuộc hiện ra hồng phúc ấy, mưa đá đã dứt, làm cho cư dân kinh ngạc. Bầu trời quang đãng khác với thường lệ cho thấy giá trị cao cả của linh kiến bởi trời và quyền năng của các dấu thánh được in tại nơi này. Một lần kia, vào mùa đông, vì sức yếu và vì đường xa khó đi, ngài ngồi trên lưng con lừa của một người dân nghèo và phải qua đêm dưới chân một vách đá nhô ra để tìm cách tránh nguy hiểm tuyết lăn và của đêm tối chợt đến. Cũng vì những trở ngại ấy mà ngài không đến kịp nơi trú ngụ. Đêm ấy đấng thánh nghe ân nhân của mình lăn qua trở lại, rên rỉ cằn nhằn. Ông không ngủ được vì chỉ mặc có một cái áo mỏng mà trời lại quá rét. Trong người cháy lửa yêu mến Thiên Chúa, ngài giang tay ra và chạm vào người ông. Một sự việc lạ lùng đã xảy ra. Khi bàn tay đang cầm than hồng của thiên thần sốt mến chạm đến, giá rét tan biến ngay. Người đàn ông cảm thấy một sức nóng bừng lên cả bên trong lẫn bên ngoài, giống như có một luồng khí hừng hực từ một lò lửa thổi vào người ông. Được tăng sức trong tâm trí và ngoài thân thể, ông ngủ cho đến sáng, nằm giữa đá và tuyết mà ngủ say hơn bất cứ lúc nào nằm trong giường của mình, như ông thuật lại về sau. Qua những dấu chỉ chắc chắn, người ta có thể thấy rằng các dấu thánh đã được in trên mình thánh nhân bởi quyền năng của đấng thanh luyện, soi sáng và nung nấu qua tác động sốt mến. Bên ngoài, các dấu thánh thực hiện những điều lạ lùng như đẩy lui ôn dịch, đem lại sức khỏe, trời quang và hơi ấm cho thân thể. Sau khi ngài qua đời, điều này lại còn được chứng minh bằng những phép lạ tỏ tường hơn nữa, như sẽ thuật lại sau này ở chỗ thích hợp. Ngài hết sức cố gắng che giấu kho tàng tìm thấy trong thửa ruộng, nhưng cũng không thể ngăn một vài người thấy các dấu thánh ở tay và chân. Mặc dầu hai bàn tay luôn che kín và từ lúc đó, chân luôn mang giày. Một vài anh em được thấy các dấu thánh khi ngài còn sống,
Đây là những con người thánh thiện nổi trội và hoàn toàn đáng tin cậy. Tuy nhiên, để loại bỏ mọi nghi ngờ, họ đã đặt tay trên các sách phúc âm linh thiêng, xác nhận bằng lời thề rằng các dấu thánh có thực và họ đã thấy các dấu ấy. Một vài vị hồng y cũng được thấy các dấu thánh vì các ngài là bằng hữu thân thiết của thánh nhân. Các ngài đã soạn những thánh ca, điệp ca và những khúc tiếp liên để tôn vinh thánh nhân. Trong đó có những lời ca tụng các dấu thánh. Và như vậy, bằng lời nói và chữ viết, các ngài đã làm chứng cho sự thật. Ngay cả Đức Giáo Hoàng Alexandro, trong một bài giảng cho dân chúng có nhiều anh em và bản thân tôi được nghe, cũng khẳng định rằng ngài đã từng được thấy tận mắt các dấu thánh linh thiêng khi thánh nhân còn sống. Hơn 50 anh em, cùng với Clara, người trinh nữ hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa, và các chị em bà, cũng như vô số người giáo dân khác cũng được thấy các dấu thánh sau khi ngài qua đời. Vì lòng sùng mộ, nhiều người còn hôn và lấy tay chạm vào các dấu ấy để có thể làm chứng cho thêm chắc chắn, như chúng tôi sẽ kể lại ở chỗ thích hợp. Riêng vết thương cạnh sườn, ngài che giấu rất kỹ lưỡng, nên bao lâu ngài còn sống, không ai thấy được, ngoại trừ theo cách nhìn trộm. Một người anh em là người vẫn thường tận tâm chăm sóc ngài, đã dùng lời khôn ngoan đạo đức thuyết phục được ngài cởi áo ròng để anh đi rũ bụi. Chăm chú nhìn, anh thấy được vết thương. Hơn nữa còn nhanh chóng lấy ba ngón tay chạm vào đó để xác định kích cỡ bằng cả mắt nhìn lẫn tay chạm. Người anh em lúc đó làm phụ tá cho ngài cũng đã nhìn thấy vết thương ấy một cách tương tự. Một anh em, vốn thuộc số những người bạn đồng hành của ngài, tính tình rất đơn sơ chất phác, một hôm lúc đang xoa bóp hai vai của ngài bị mỏi vì bệnh tật, bàn tay của anh vướng phải cái mũ trùm đầu và vô tình chạm vào vết thương linh thiêng, làm cho ngài rất đau. Vì việc này nên từ đó về sau ngài luôn mặc một chiếc áo lót, che đến phần nách để giấu vết thương cạnh sườn. Các anh em giặt áo lót hoặc thỉnh thoảng rũ áo ròng cho ngài cũng thấy áo dính máu và dựa vào đó đều tin chắc rằng vết thương linh thiêng là hoàn toàn có thực. Vết thương mà sau khi ngài qua đời, họ cùng với nhiều người khác được chiêm ngưỡng và tôn kính tỏ tường. Nay, hỡi người hiệp sĩ rất dũng cảm của Chúa Kitô, hãy cầm lấy khiên giáp của vị lãnh tụ bất khả chiến bại. Được các vũ khí ấy bảo vệ, ngài sẽ chiến thắng mọi kẻ thù. Hãy phất cao ngọn cờ của Đức Vua Chí Tôn, hầu mọi chiến binh của đạo quân Thiên Quốc trông thấy mà thêm lòng can đảm. Hãy cầm lấy dấu ấn của Chúa Kitô, vị thượng tế tối cao. Nhờ dấu ấn ấy, lời nói và việc làm của ngài sẽ được mọi người nhìn nhận cách chính đáng là chân thực và không trách cứ được điều gì. Nay, vì các dấu tích của Chúa Giêsu mà ngài mang trên thân mình, không còn ai được làm phiền ngài. Trái lại, mỗi tôi tớ của Đức Kitô phải tỏ lòng sùng kính đối với ngài cách nồng nhiệt hơn nữa. Nay, nhờ các dấu chỉ hết sức chắc chắn này, không những được xác nhận bởi lời chứng đầy đủ của hai hoặc ba nhân chứng, nhưng còn bởi lời chứng dư đầy của cả một đoàn người đông đảo, lời chứng của Thiên Chúa về ngài và qua ngài trở nên hết sức đáng tin, làm cho kẻ không tin không còn viện được một cớ nào, trong khi củng cố lòng tin của các tín hữu, nâng họ lên cao bằng hy vọng chắc chắn và nung đốt họ bằng ngọn lửa bác ái. Nay đã thực sự ứng nghiệm linh kiến thứ nhất ngài được thấy. Linh kiến tỏ cho biết ngài sẽ là một người lãnh đạo tương lai của đạo quân Chúa Kitô, người mang các binh giáp bởi trời có gắn huy hiệu thánh giá. Nay, cần phải tin chắc là thật linh kiến ngài đã thấy lúc khởi đầu cuộc sống hoán cải,
Linh kiến trong đó đấng chịu đóng đinh đâm thâu linh hồn ngài bằng thanh gươm của thương cảm sầu bi. Cũng là linh kiến trong đó ngài nghe được tiếng nói từ cây thánh giá, như xuất phát từ ngai của Chúa Kitô vinh hiển và từ phía trên nắp xá tội huyền nhiệm, như chính lời thánh thiện của ngài xác nhận. Nay, cần phải tin và khẳng định là có thực việc sau này trong cuộc đời hoán cải của ngài. Anh Sinvest thấy cây thánh giá phát ra cách lạ lùng từ miệng ngài. Việc anh Pacifico thánh thiện thấy hai thanh gươm đâm qua thân thể ngài theo hình thánh giá và việc anh Monando, con người có đời sống như thiên thần, thấy hình dáng ngài bay bổng trên không, tay giang ra theo hình thánh giá, trong lúc thánh Anton đang giảng về hàng chữ trên đầu cây thánh giá. Đây không phải là những ảo kiến nhưng là mặc khải bởi trời. Nay, vào lúc cuối đời, ngài được biến đổi cùng một lúc nên giống thiên thần sốt mến cao cả và giống đấng chịu đóng đinh khiêm hạ. Sự việc này bên trong làm cho tâm hồn ngài cháy lửa nồng nàn, bên ngoài đánh dấu ngài như vị thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, mang trong mình ấn của Thiên Chúa hằng sống. Linh kiến này củng cố lòng tin vào các linh kiến trước đó và đồng thời cũng được các linh kiến trước đó chứng thực. Vậy là thánh giá của Đức Kitô lần lượt hiện ra 7 lần cách lạ lùng trước mắt cha hay nơi bản thân cha. Và như bước qua 6 bậc, cha đã đến bậc thứ 7 này, nơi cha cuối cùng tìm được sự yên nghỉ, lúc khởi đầu cuộc đời đền tội. Thánh giá của Đức Kitô vừa được trao thì cha đã đón nhận ngay. Từ lúc ấy, cha liên lỉ vác thánh giá qua suốt cuộc đời đầy thử thách và nêu lên làm gương sáng cho tha nhân. Thánh giá ấy chứng tỏ cách rất chắc chắn và rõ ràng là cuối cùng cha đã đạt tới đỉnh trọn lành phúc âm. Vì thế không một con người đạo đức nào có thể bác bỏ bằng chứng của Đức khôn ngoan Kitô giáo đã được ghi sâu vào thân xác bụi đất của cha. Không một người thực sự có lòng tin nào có thể chống đối. Không một người thực sự khiêm nhường nào có thể xem nhẹ. Vì đã thực sự được Thiên Chúa tỏ bày và hoàn toàn đáng tin cậy. Chương 14. Đức kiên nhẫn chịu đựng và cuộc ra đi của Ngài. Đã được đóng đinh vào thánh giá cùng với Đức Kitô, cả trong thân xác lẫn tinh thần, Francisco không những tha thiết ước mong vươn lên đến Thiên Chúa bằng tình yêu của thiên thần sốt mến, nhưng còn khao khát được cùng với Đức Kitô chịu đóng đinh cứu độ muôn người. Do không thể đi được vì các mũi đinh lồi ra dưới bàn chân, ngài đã nhờ khiêng tấm thân đã gần chết của ngài qua các thành thị và thôn ấp để kêu gọi người ta vác lấy thánh giá của Đức Kít. Ngài nói với anh em, nào anh em, chúng ta hãy bắt đầu phục vụ Chúa là Thiên Chúa chúng ta, vì cho đến nay chúng đã làm quá ít. Ngài hết sức khao khát quay trở lại hoàn cảnh khiêm tốn ban đầu, để chăm sóc cho các người bệnh phong cùi như khi khởi sự và để bắt thân thể đã gần suy sụp vì lao nhọc trở lại phục vụ như trước kia. Theo gương Đức Kitô, ngài dự định làm những việc lớn lao, và mặc dầu chân tay đã yếu nhược, với một tinh thần mạnh mẽ và hăng hái, ngài vẫn hy vọng chiến thắng kẻ thù trong một cuộc chiến mới. Thực vậy, không có chỗ cho thờ ơ và lười biếng ở nơi nào tình yêu không ngừng thúc giục vươn tới những điều cao cả hơn. Trong con người ngài có một sự hài hòa giữa xác thịt và tinh thần, có một sự sẵn sàng tuân phục lớn lao đến mức khi ngài ra sức đạt tới sự thánh thiện trọn lành, không những xác thịt không chống cự mà thậm chí còn gắng chạy trước. Để các công phúc của ngài có thể gia tăng, mà công phúc thì chỉ có thể đến mức trọn hảo trong sự kiên nhẫn. Nên người của Chúa bắt đầu phải chịu nhiều thứ bệnh tật, trầm trọng đến mức hầu như không có phần cơ thể nào của ngài lại không đau đớn dữ dội. Do nhiều chứng bệnh kéo dài liên lỉ, xác thịt đã đến độ hoàn toàn tàn tạ, chỉ còn da bọc xương.
nhưng khi bị đau đớn dày vò thân thể, Ngài không gọi các sự khốn khó của mình là các khổ hình nhưng là các trị. Một lần kia, khi Ngài đau đớn hơn thường lệ, có một người anh em theo suy nghĩ đơn sơ của mình đã nói với Ngài: "Thưa anh hãy xin Chúa đối xử với anh dịu dàng hơn, vì xem ra bàn tay của người đặt trên anh nặng hơn lẽ thường." Nghe thế, thánh nhân rền rĩ và kêu than: "Nếu tôi không biết tính anh đơn sơ thật thà, thì từ giày về sau tôi sẽ tránh xa anh vì anh dám chê trách các phán quyết của Chúa đối với tôi." Rồi dù đã hoàn toàn kiệt quệ vì bệnh nặng kéo dài, Ngài vẫn lăn mình xuống đất, làm xương cốt đã yếu nhược bị chấn động vì rơi mạnh. Ngài hôn lên mặt đất và nói: "Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tất cả những đau đớn này. Xin Chúa tăng thêm gấp trăm lần nữa nếu như điều đó đẹp lòng Chúa. Chúa không chừa con ra, nhưng để con chịu cực, con rất sẵn sàng chấp nhận, bởi vì thi hành thánh ý Chúa là nguồn an ủi dư tràn cho con. Bởi vậy, các anh em có cảm tưởng như họ đang nhìn thấy một ông Job khác, thân xác càng rã rời, nghị lực của linh hồn càng gia tăng. Bản thân Ngài từ lâu đã biết trước giờ chết và khi Ngài ra đi gần kề, Ngài nói với các anh em rằng mình sắp rời lều tạm là thân xác, như Chúa Kitô đã cho Ngài hay. 2 năm sau Ngài được lãnh nhận các dấu thánh, tức là 20 năm sau Ngài trở lại, dưới những nhát đục của bệnh tật đau đớn, Ngài đã được gọt đẽo như một phiến đá sẵn sàng để ghép vào công trình xây dựng thành Jerusalem Thiên Quốc. Và như một tác phẩm bằng chất liệu uốn dập được, Ngài đã được hoàn thiện dưới những nhát búa của gian nan khốn khó. Ngài xin được đưa về nhà nguyện Đức Bà Portiuncula để có thể trả lại hơi thở sự sống ở nơi Ngài đã nhận được thần khí ân sủng. Khi được đưa đến nơi ấy, để chứng tỏ bằng gương sáng chân lý rằng mình không có gì liên quan với thế gian, trong tình trạng bệnh tật trầm trọng đến mức sắp kết thúc bằng sự suy nhược toàn diện, với tinh thần nhiệt thành Ngài đặt thân mình hoàn toàn trần trụi trên nền đất trần trụi, để trong giờ cuối cùng, khi kẻ thù còn hoành hành, Ngài có thể mình trần đánh vật với kẻ trần trụi. Ngài nằm như thế trên nền đất, chiếc áo bằng vải thô đã được trút bỏ, mặt hướng lên trời như đã quen, và đăm đăm hướng về vinh quang. Ngài đặt tay trái trên vết thương bên sườn phải để không cho ai trông thấy. Rồi Ngài với các anh em: "Tôi đã làm xong phần việc của tôi. Xin Chúa Kitô dạy anh làm phần việc của anh em." Tâm hồn các người bạn đồng hành của thánh nhân bị đâm thâu bởi lưỡi giáo cảm thương. Họ khóc lóc thảm thiết. Một người trong số họ, một anh em mà người của Chúa thường gọi là vị thủ viện của Ngài, nhờ ơn Chúa soi sáng biết được nguyện ước của Ngài nên vội vàng đứng lên. Anh lấy một cái áo ròng cùng với sợi dây và áo lót rồi trao cho người nghèo bé nhỏ của Chúa Kitô. Anh nói: "Tôi đưa những thứ này cho anh mượn như cho một người nghèo mượn. Và nhân danh Thánh Đức vâng lời, anh hãy cầm lấy." Nghe vậy, Đấng Thánh vui mừng và hoan hỉ trong lòng, vì thấy rằng mình đã giữ lòng trung thành cho đến cùng với bà Chúa nghèo. Đưa hai tay lên trời, Ngài ngợi khen Đức Kitô của Ngài vì nay đã được giải thoát khỏi mọi sự và sẽ tự do đi về với Chúa. Thực vậy, tất cả những việc trên Ngài đã làm vì lòng nhiệt thành đối với đức nghèo khó, đến cả chiếc áo ròng cũng không muốn có, trừ khi là mượn của người khác. Trong tất cả mọi sự, Ngài ao ước không một chút do dự được nên giống Chúa Kitô chịu đóng đinh, đấng nằm treo trên thánh giá, nghèo khó, đau đớn và trần trụi. Chính vì thế,
lúc khởi đầu cuộc đời đền tội. Thân trần trụi. Ngài đã đứng trước Đức Giám Mục và vào lúc cuối đời. Ngài muốn rời bỏ thế gian này. Thân trần trụi. Ngài cũng nhân danh Đức vâng lời trong yêu thương, truyền cho các anh em đang giúp đỡ Ngài. Khi thấy Ngài tắt thở, hãy đặt Ngài nằm trần trụi trên nền đất trong khoảng thời gian đi thong thả được một dặm đường. Ôi! Con người thực sự thấm nhuần tinh thần Kitô giáo nhiều hơn tất cả mọi người. Con người đã nỗ lực noi gương cách hoàn hảo, để khi sống thì giống như Đức Kitô sống. Khi hấp hối thì giống Đức Kitô hấp hối. Khi chết thì giống Đức Kitô chết. Ngài thật đáng được mang trên mình huy hiệu biểu trưng nét tương đồng rõ rệt. Khi giờ ra đi đến gần, Ngài cho gọi tất cả các anh em đang ở nơi ấy đến, lấy lời an ủi mà vỗ về họ. Với lòng âu yếm của một người cha, Ngài khuyến khích anh em yêu mến Thiên Chúa. Ngài nói nhiều về việc kiên trì giữ đức khó nghèo và kiên nhẫn chịu đau khổ, về đức tin của Hội Thánh Roma, cũng như về việc đặt thánh phúc âm trên tất cả mọi quy định khác. Ngài giơ hai tay bắt chéo theo hình thánh giá, là dấu Ngài vẫn luôn yêu quý, đặt trên tất cả các em đang ngồi quanh. Rồi nhân danh và trong quyền năng của đấng chịu đóng đinh, Ngài chúc lành cho tất cả các anh em, hiện diện cũng như vắng mặt. Đoạn Ngài thêm: giá biệt tất cả các con. Các con hãy giữ mình trong lòng kính sợ Chúa và hãy luôn ở lại trong Người. Sắp tới sẽ có gian truân khốn khó. Phúc cho ai trung thành đến cùng trong những điều đã khởi sự. Phần cha đang vội về với Chúa, cha phó thác tất cả chúng con cho ân sủng của Người. Nói xong những lời khuyên nhủ tha thiết ấy, con người rất được Chúa thương mến truyền đem tập sách phúc âm đến và nhờ đọc cho mình phúc âm theo Thánh Gioan từ đoạn bắt đầu bằng câu trước ngày lễ vượt qua. Sau đó Ngài lấy hết sức sướng lên thánh vịnh, tôi lớn tiếng kêu gào lên Chúa. Tôi lớn tiếng cầu khẩn Chúa thương và đọc cho đến câu cuối, bao kẻ lành xúm lại mừng con, vì con đã được Ngài thi ân giáng phúc. Cuối cùng, khi tất cả các ý định nhiệm mầu của Chúa đã hoàn tất nơi Ngài và linh hồn rất thánh thiện ấy được giải thoát khỏi thân xác và được thu nhận vào vực thẳm ánh sáng thần linh, đấng vinh phúc yên nghỉ trong Chúa. Một người trong số các anh em và môn đệ của Ngài thấy linh hồn Ngài tựa một ngôi sao rực rỡ, được một đám mây trắng nâng lên trên biển nước mênh mông và đưa thẳng về trời. Linh hồn ấy như tỏa chiếu ánh rạng ngời của sự thánh thiện hoàn hảo, tràn đầy sự khôn ngoan và ân sủng bởi trời. Nhờ đó thánh nhân đáng được vào cõi ánh sáng và bình an để muôn đời nghỉ yên với Chúa Kitô. Lúc ấy người phục vụ các anh em ở Tezi Lavoro là anh Augustino, một người thành thiện chính trực. Anh đang ở trong giờ lâm chung và đã cấm khẩu trước đó một thời gian. Bỗng nhiên những người đang đứng chung quanh nghe anh la lớn: cha ơi! Đợi con với! Đợi con với! Con đến với cha đây! Các anh em ngạc nhiên hỏi anh đang nói với ai cách mạnh dạn như vậy. Anh trả lời: anh em không thấy cha chúng ta là Francisco đang về trời sao? Và ngay lúc ấy, linh hồn thánh thiện của anh rời bỏ thân xác và đi theo người cha chí thánh. Lúc ấy Đức Giám Mục Assisi đang ở tại đền thờ Thánh Michael trên núi Gargano vì là mùa hành hương. Chính đêm lìa trần, đấng vinh phúc Francisco hiện ra với Ngài và nói: thưa Đức Cha, nay con rời bỏ trần gian mà về trời. Sáng dậy, Đức Giám Mục thuật lại cho đoàn tùy tùng nghe những gì Ngài đã thấy. Và khi trở về Assisi, Ngài cẩn thận hỏi han và biết chắc Cha Thánh đã rời khỏi trần gian vào đúng giờ Ngài hiện ra cho mình trong linh kiến.
Chim sơn ca vốn là loài yêu thích ánh sáng và sợ bóng tối hoàng hôn, nhưng vào giờ thánh nhân ra đi, khi trời đã chạng vạng tối, chúng vẫn tụ họp thành một đàn lớn trên nóc nhà, bay lượn một hồi lâu với niềm vui khác thường, qua đó cống hiến một chứng cứ vừa vui tươi vừa hiển nhiên cho vinh quang của thánh nhân, Đấng đã nhiều lần mời gọi chúng cất tiếng hót ngợi khen Thiên Chúa. Chương 15: Phong thánh và di chuyển hài cốt của Ngài. Như thế, Francisco, người tôi tớ và bằng hữu của Đấng tối cao, người sáng lập và lãnh đạo của dòng anh em hèn mọn, bậc thầy về đức khó nghèo, kiểu mẫu của đời đền tội, sứ giả của chân lý, tấm gương của sự thánh thiện và mẫu mực của mọi sự trọn lành theo phúc âm, được ơn bởi trời trợ giúp, đã tuần tự tiến từ bậc thấp nhất và đã đạt tới tuyệt đỉnh. Con người kỳ diệu này, Chúa đã làm cho rạng rỡ cách lạ lùng lúc còn sống, sung túc nhờ khó nghèo, cao cả nhờ khiêm hạ, linh hoạt nhờ khổ chế, khôn ngoan nhờ đơn sơ chất phác, và nổi danh nhờ lối sống hoàn toàn lương thiện. Chúa lại còn làm cho rạng rỡ bội phần hơn nữa khi chết. Thực vậy, sau khi con người vinh phúc này lìa đời, sau khi tinh thần linh thiêng ấy tiến vào ngôi nhà vĩnh cửu và được hưởng vinh quang nhờ uống no đầy nơi mạch nước trường sinh, vẫn còn để lại trên thân thể mình một số dấu chứng rõ ràng của vinh quang tương lai. Thân xác chí thánh của Ngài, do đã bị đóng đinh cùng với các tật xấu của nó và đã được biến đổi thành một thụ tạo mới nhờ một đặc ân phi thường, đã được mang hình ảnh biểu trưng cuộc thương khó của Chúa Kitô, và qua phép lạ mới lạ này tỏ cho thế gian thấy một hình mẫu của sự phục sinh. Trên tay chân Ngài, người ta có thể thấy những cây đinh đã được quyền năng Thiên Chúa tạo ra cách lạ lùng từ xác thịt Ngài và ghi khắc vào chính xác thịt ấy. Nếu nhấn vào từ bất cứ phía nào, thì ngay lập tức chúng lồi ra phía bên kia, như thể do một sợi gân cứng cáp và liền lạc kéo vậy. Người ta cũng có thể thấy rõ vết thương nơi cạnh sườn Ngài không phải do một dụng cụ nhân loại nào gây ra hay tạo nên. Trông giống như vết thương nơi cạnh sườn Chúa cứu thế là vết thương biểu lộ mầu nhiệm cứu độ và tái sinh nhân loại. Màu đinh ở chân và tay đen tựa như màu sắt, còn vết thương cạnh sườn thì màu đỏ, và do da thịt bóp lại thành hình tròn nên xem tựa một bông hồng rất đẹp. Da thịt của Ngài trước đây phần do tự nhiên phần do bệnh tật có màu sậm, nay trắng lạ lùng, cho thấy vẻ đẹp của chiếc áo thứ hai Ngài được mặc. Chân tay Ngài vẫn hết sức mềm mại, như thể tìm lại được sự mềm mại của tuổi thơ và được ban cho những dấu hiệu tỏ tường của tình trạng vô tội. Các cây đinh màu đen nổi rõ trên làn da trắng ngời và vết thương cạnh sườn đỏ tươi như một đóa hoa hồng mùa xuân. Vì thế không lạ gì nếu những nét đẹp lạ lùng và đa dạng này làm cho những ai trông thấy đều kinh ngạc và hân hoan. Con cái của Ngài khóc than vì mất đi một người cha đáng yêu mến như thế, nhưng lòng họ tuôn tràn một niềm vui không nhỏ khi được hôn lên các huy hiệu của Đức Vua Chí Tôn in trên thân thể Ngài. Tính chất mới mẻ của phép lạ biến đổi sự ưu phiền của họ thành niềm vui và làm cho những nỗ lực tìm hiểu của họ hóa thành thán phục. Cảnh tượng độc nhất và phi thường này làm cho những ai chứng kiến đều được củng cố lòng tin, khơi dậy lòng mến. Còn những ai nghe kể lại đều ngưỡng mộ và ao ước được thấy. Khi dân chúng nghe tin cha thánh của chúng ta lìa đời và khi tin tức về các phép lạ được lan truyền, họ vội vã tuôn đến nơi anh em ở để thấy tận mắt và xua tan mọi mối nghi ngờ, đồng thời cho lòng yêu mến được thêm niềm hân hoan. Đông đảo công dân thành Assisi được cho vào chiêm ngắm tận mắt và hôn tận môi các dấu tích linh thiêng. Một người trong số họ, một hiệp sĩ có học và khôn ngoan, tên là Hieronymo, một người danh tiếng và vị vọng,
trong lòng vẫn nghi ngờ về các dấu thánh ấy và giống như Tô-ma. Ông không tin. Trước mặt các anh em tu sĩ và các công dân, với lòng nhiệt thành và táo bạo, ông không ngần ngại cầm lay các cây đinh và đưa tay chạm vào hai tay, hai chân và cạnh sườn thánh nhân. Trong khi ông đang lấy tay xem xét các dấu tích chân chính thể hiện các vết thương của Chúa Kitô thì vết thương nghi ngờ trong lòng ông và trong lòng nhiều người khác đã được chữa khỏi. Nhờ vậy, về sau cùng với nhiều người khác, ông trở nên nhân chứng cho sự thực mà ông đã được biết cách chắc chắn và quả quyết bằng lời thề đặt tay trên phúc âm. Số anh em và con cái của Ngài, những người đã được gọi về lúc cha thánh lìa trần, cùng với đám đông dân chúng thức suốt đêm hát lời ngợi khen Thiên Chúa. Họ làm cho đêm ra đi của đấng biểu dương Chúa Kitô giống như một đêm canh thức của thiên thần, chứ không phải một đêm canh thức cầu cho người chết. Lúc hừng đông, đám đông đã tụ họp về, tay cầm cành lá và đèn nến, khiêng thi thể linh thiêng của Ngài vào thành Assisi cùng với tiếng hát thánh thi và thánh ca. Khi đi ngang qua nhà nguyện thánh Damiano, nơi người trinh nữ cao quý là Clara, nay vinh hiển trên cõi trời, lúc ấy đang sống ẩn dật với các trinh nữ khác, họ dừng lại một lát để cho các nữ tu có dịp thấy và hôn lên thân thể linh thiêng được gắn những viên ngọc bởi trời. Cuối cùng về đến thành trong niềm hân hoan lớn lao, họ hết lòng cung kính đặt kho tàng quý giá mà họ đang khiêng vào nhà thờ thánh Giorgio. Ở đấy, thời niên thiếu Ngài đã học chữ. Ở đấy về sau Ngài thuyết giảng lần đầu. Và ở đấy cuối cùng Ngài nhận lấy nơi nghỉ yên đầu tiên của mình. Vị cha đáng kính rời bỏ con tàu thế gian đang đắm chìm vào năm thứ 1226 sau Chúa nhập thể. Ngày thứ 4 trước mồng 7 tháng 10, chiều thứ 7 và được an táng ngày Chủ nhật. Ngay sau đó, thánh nhân bắt đầu phản chiếu ánh sáng phát xuất từ thánh nhan Thiên Chúa và tỏa dạng bằng nhiều phép lạ. Sự thánh thiện cao cả của Ngài mà thế giới đã từng biết đến khi còn sống qua những gương sáng về đức công chính trọn hảo và xem như là chỉ nam cho cách sống. Nay vào lúc Ngài ngự trị cùng với Chúa Kitô, lại được xác nhận từ trời qua những phép lạ thực hiện bởi quyền năng Thiên Chúa để mọi người thêm vững tin. Tại nhiều nơi trên thế giới, các phép lạ hiển hách của Ngài và các ơn ích dồi dào lãnh nhận được qua Ngài làm cho lòng nhiều người cháy lửa yêu mến Chúa Kitô và thúc đẩy họ tôn kính đấng thánh của Chúa. Các việc diệu kỳ mà Thiên Chúa thực hiện qua tôi tớ của người là Francisco được tán dương qua lời truyền miệng và được chứng thực bằng sự việc vang đến tai Đức Giáo Hoàng Gregorio IX. Vị chủ chăn của hội thánh đã hoàn toàn tin chắc vào sự thánh thiện phi thường của Francisco, không những bởi nghe thuật lại các phép lạ sau khi Ngài qua đời, nhưng còn qua kinh nghiệm bản thân của mình khi thánh nhân còn sống. Qua những điều đã thấy tận mắt và đã sờ tận tay, Đức Giáo Hoàng không nghi ngờ chút nào việc Francisco đã được Chúa tôn vinh trên trời. Để hành động cho phù hợp với Chúa Kitô mà Ngài là vị đại diện, sau khi cầu nguyện và suy xét, Ngài quyết định tôn vinh thánh nhân dưới đất bằng việc công bố thánh nhân xứng đáng được mọi người tôn kính. Để cho thế giới được hoàn toàn chắc chắn về việc tôn phong con người rất thánh thiện này, Đức Giáo Hoàng truyền ghi lại các phép lạ đã được biết và cho các nhân chứng đủ tư cách xác nhận. Sau đó Ngài trao các chứng từ cho các vị hồng y xem ra ít thiện cảm nhất với việc này. Nội dung được xem xét cẩn thận và được tất cả các vị chuẩn nhận. Với sự đồng thanh nhất trí và chấp thuận của các chức sắc có mặt lúc đó tại giáo triều, Đức Giáo Hoàng ban sắc lệnh phong thánh. Đích thân Đức Giáo Hoàng đi đến thánh Assisi, ngày thứ 17 trước mồng 1 tháng 8, năm thứ 1226 sau Chúa nhập thể, nhằm ngày Chủ nhật và cho ghi tên người cha vinh phúc của chúng ta vào sổ các thánh, trong một nghi lễ trọng thể và lớn lao, không thể kể hết ở đây.
vào năm thứ 1230, ngày thứ 8 trước mồng 1 tháng 6, khi các anh em đang tụ họp để cử hành một tổng tu nghị tại Assisi. Thân thể Ngài, một thân thể đã tận hiến cho Chúa, được chuyển về Vương Cung Thánh Đường vừa được xây dựng để tôn kính Ngài. Trong lúc di chuyển kho tàng linh thiêng, đã được ghi ấn tích của Đức Vua Chí Tôn, Chúa Kitô, đấng mà vị Thánh đã được nên đồng hình đồng dạng, đã thương thực hiện nhiều phép lạ, để nhờ hương thơm cứu độ của Ngài, các tín hữu được lôi cuốn để chạy theo Đức Kitô trong lòng kính mến. Con người lúc sinh thời đã làm đẹp lòng Chúa và được Chúa yêu thương đưa lên thiên đàng như Enoch qua ơn chiêm ngưỡng, đã được cuốn lên trời trên một cỗ xe bằng lửa như Elia qua lòng yêu mến nhiệt thành. Nay con người ấy đã nở tươi giữa các bông hoa trong vườn hoa của mùa xuân vĩnh cửu trên trời. Như vậy thật là chính đáng nếu hài cốt của Ngài lại tỏa hương thơm ngát từ chỗ yên nghỉ. Như con người diễm phúc ấy lúc sinh thời đã chiếu sáng qua các dấu hiệu nhân đức kỳ diệu thế nào, thì từ ngày qua đời cho đến nay, ở nhiều nơi trên thế giới, Ngài tiếp tục chiếu sáng qua các phép lạ phi thường để quyền năng Thiên Chúa được rạng rỡ. Thực vậy, nhờ công nghiệp của Ngài, người mù kẻ điếc, người câm kẻ què, người bất toại kẻ phù thủng, người bị quỷ ám kẻ mắc bệnh phong cùi, người bị đắm tàu kẻ bị giam cầm, mọi bệnh hoạn tật nguyền, mọi thiếu thốn và hiểm nguy đã được cứu giúp. Nhiều người chết cũng đã nhờ Ngài mà được hồi sinh và qua đó các tín hữu thấy rõ quyền năng uy hùng của đấng tối cao biệt đãi đấng thánh của Người. Xin dâng lên Người vinh quang và danh dự cho đến muôn muôn đời. Amen.